Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên anh bác một số mã hàng vì em đang phân phối nhé. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Thì một số cái mã hàng nó còn ít thì em sẽ lên mã xả kho thanh lý nhanh một số mã hàng này. Ở đây các bác cùng xem video nhá. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Đó em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên. Những cái mã hàng giảm giá xả kho, giá rất tốt để các bác dễ mua luôn. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên mã xả kho luôn các bác. Mã hàng đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tắt luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính như luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Nó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu, nó em báo giá luôn. Bữa trước cây này bên em đang bán là 50.000. Hôm nay em về đó mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá. 30k một cây thôi. Lên mã cho em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá, 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy là kiếm tạch cá được. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, nhìn thấy ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em cái. Đấy là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đấy. Đấy, thấy không? Nó kêu tạch tạch cái đấy, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5 6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm của sát này, và đợt này thì cũng về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, em báo giá lại các bác một lần nữa cái mã hàng này có nhá. Lên mã thì em sẽ cái nồi cơm sáp có nhá, nồi cơm sáp, nồi cơm sáp. Đó, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 550.000, hôm nay em về giá mới giảm giá xả kho bác luôn, giá chỉ có 450k một nồi thôi và sẽ bao ship cho bác đến tận nhà luôn. Đấy, dòng nồi cơm sáp nhá, 450.000 một cái, bao ship tận nhà. Đây, nồi cơm sáp thì sáp này hãng của Nhật nhá. Cái công suất của nó sẽ là 900W nhá, dung tích là 1,8 lít và sử dụng điện 220. Đó là cái hay của nó là sử dụng điện 220. Đấy, và nồi 1,8 lít nhá, công suất 900W nhá. Con này nó sử dụng cái công nghệ là cái công nghệ mâm to nên là khi mà cơm nấu chín rất là ngon. Cái này thì thực tế anh em đã test thực tế rồi. Đấy, cho ra phần cơm ăn rất là ngon luôn. Cơm dẻo chín ngon đều nhá. Đấy, nồi thì cực kỳ chắc chắn, thiết kế theo dạng là nồi kiểu dạng hơi hướng hiện đại bây giờ nên là nó thiết kế rất là đẹp luôn, vừa đẹp vừa sang trọng vừa sự mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Dòng này thì của nó sẽ là dạng cái dòng nồi cơ bạn, nồi cơ nó không phải là cái nồi điện tử nên là người già trẻ em đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là cả gia đình nhà mình đều dùng hết luôn. Đấy, các bác nấu cơm thì chỉ việc bác nhớ cho em là bấm nút này. Đấy, nếu mà không bấm nút cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút. Đấy, có bấm nút cái thế là tự động lúc nào chín là sẽ nảy, thế là các bác ăn thôi. Đây, thiết kế thì có phần quai sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện này. Đấy, em thích những cái nồi cơm mà nó có cái quai sách này, dùng rất là thích này. Mình đôi khi mình cứ hay sách đi sách lại mà các bác mỗi lần các bác bị bê nó rất là mất công. Đây, nó có quai sách sách đi sách lại rất ok, cái này là thấy đã thích rồi này. Đấy, tiếp theo thì đây cái chế độ mở mở nắp nồi nhá, các bác chỉ việc này ấn vào này, tự động nó sẽ mở ra đó. Còn các bác muốn ấn đóng vào, các bác ấn mạnh em cái vào lẫy luôn. Còn các bác muốn mở thì các bác ấn đây cái tự động mở luôn, rất hay đó. Bên trong thì sẽ gồm có là một đi kèm với một cái xưởng hấp này nhá. Đấy, một cái xưởng hấp. Đấy, các bác có thể cho thêm những cái đồ hấp vào đây, các bác vừa nấu cơm vừa dùng cái hơi nồi cơm để các bác hấp đồ này. Đấy, một cái ca đong gạo đong nước này, một cái môi sứ cơm nhá, môi sứ cơm, cuộn dây nguồn nhá, cuộn dây nguồn này. Đấy, cuộn dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng này, kèm thẻ bảo hành luôn này. Và đây là cái phần nồi. Đấy, dung tích là 1,8 lít nhá. Cái này thì phù hợp cho gia đình khoảng tầm 4 đến 5 người ăn là rất là thoải mái rồi. Đấy, toàn bộ bên trong lòng nồi là toàn bộ được chám một lớp chống dính nhá, nên có yên tâm không lo nó bị dính hay là cháy gì cả. Đó,
Nồi thì nó là dạng nguyên khối luôn, cắt laser nguyên khối nên là các bác dùng rất ok, cầm chiếc nồi rất là chắc và nó dày, dày. Đấy, quan trọng là cái chất nồi nó dày này thì khi mà các bác nấu cơm ấy, cái cơm nó cho ra nó chín rất là đều và dẻo nhá. Đấy, còn đây phần trong bên trong, mâm, mâm bên trong này, đó to, to nhá. Đấy, quan trọng là kích thước của nó to thì khi mà to thì cái tiết diện nó to thì cái sức nóng của nó sẽ cao. Đấy, khi mà cao thì cái nhiệt của nó sẽ nâng lên và cái độ cơm chín của bác nó sẽ chín thấu, chín dẻo và ngon hơn nhá. Đó. Đấy thì tổng quan về cái sản con nồi đấy nhá, đã quay rất chi tiết rồi. Nói chung là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm để về các bác sử dụng, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Về chỉ việc là các bác cắm điện và các bác xài thôi. Nồi nấu cơm rất là ngon. Cái này em đã test thực tế rồi. Đấy, test thực tế nồi nấu cơm ngon nhá, cơm chín dẻo ngon và chất lượng, và thiết kế theo dạng là hiện đại nhá, hiện đại rất ok, có quai sách này, bấm cái mở ra nhá, đóng cái thu vào có thế thôi. Đó, rồi mới keng nguyên hộp luôn. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1,8 lít nhá. Đó thì em báo giá lại một lần nữa này, lên mã giúp em sẽ là cái nồi cơm sáp nhá, bữa trước đang bán bác là 550.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 450.000 một chiếc nồi cơm nhá, bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu sáp công nhá. Đó, rất chất lượng luôn, nồi rất là đẹp. Đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm sách một chiếc nồi nặng trịch chắc chắn, ok luôn. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái bộ mã hàng rất là hay, đó là cái bộ cốc hâm nóng nhá, dành cho các bác hay đi làm văn phòng. Đấy, rồi các bác ở nhà cũng được, mình hay ngồi làm việc lâu, đấy, mình muốn một cái cốc cà phê nó lúc nào nó cũng nóng nảy này, đấy, hoặc là một cái cốc trà nó còn nóng nảy thì các bác mua cho em cái bộ này về, một cái bộ cốc hâm nóng nhá. Đấy, thì cái con này nó sử dụng cái nguồn trực tiếp là nguồn 220, các bác cắm trực tiếp cái nguồn này vào 220. Đấy, sau đó là view ở đây là nó có cốc sẵn rồi thì các bác đi pha cho em một cái cốc trà, cốc cà phê các bác pha vào đây, pha trực tiếp đây luôn, thì đi kèm nó sẽ có là nắp và có cả một cái thìa mạ vàng này luôn các nhá. Đấy, thì đây một bộ nó sẽ nhỉ. Đấy, thì vì khi các bác pha đây xong, đấy, thì các bác sẽ để cái đế nào cho em. Đấy, và khi mà để lên thì tự động cảm biến nó sẽ là cấp nguồn nhé, thì đây nó có cảm biến bên dưới này. Đấy, tự động là nó sẽ cấp nguồn và nó sẽ hâm nóng cái bộ cái đồ uống ở trong cốc lên nhá, lúc nào nó cũng duy trì nhiệt độ từ 50 độ C trở về không nhá. Đấy, từ 50 độ V trong 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 khoảng tầm từ 40 đến 50 độ C, nói chung là cốc cốc cà phê, cốc trà, cốc nước của bác lúc nào cũng trong tình trạng là ấm nóng luôn. Đấy, nó không bị nguội nhá, nó không bị nguội, dùng rất hay. Đấy, thì một cái bộ cốc này em báo giá luôn chỉ có 80.000 thôi, sẽ đi kèm cho bác là một cái đế hâm nóng này và một cái cốc này luôn, và có kèm cho bác là cả một chiếc thìa mạ vàng, một cái nắp đậy nha. Đấy, thì một bộ sản phẩm mới nguyên hộp nhá, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok luôn. Đấy, chỉ có 80.000 thôi, lên mã giúp em sẽ là cái bộ cốc hâm nóng nhá. Đấy, bộ cốc hâm nóng, bộ cốc hâm nóng này lúc nào nó cũng giữ nóng, hâm nóng thôi nhá. Đó, giá của nó sẽ là đi 80k một bộ thôi nhá, chỉ có 80.000 thôi, giá nó rất là bình dân mà sản phẩm dùng rất là thông minh ấy, nói chung là thông minh lắm. Đấy, thì đây về các bác cứ cắm trực tiếp cái nguồn này vào 220, sau đó là cái cốc trà, cốc cà phê các bác pha trực tiếp đây này, các bác để lên đây cho. Đấy là tự động là nó sẽ làm nóng, còn nếu mà các bác lúc nào lúc nhấc ra thì tự động nó sẽ ngắt, các bác để lên là tự động là cái này nó sẽ bật lên rất hay. Đấy, cái đế này nó làm nóng rất hay. Đó, duy trì nhiệt độ từ 40 đến 50 độ C nhá. Đây các bác cùng xem được tí cái video về sản phẩm này. Bạn mong muốn giữ ấm, hâm nóng sữa cho bé hay cà phê hoặc trà và các loại thức uống khác. Nhận thấy nhu cầu của khách hàng, Sabo xin được giới thiệu bộ cốc hâm nóng Lucky thông minh xuất xứ Đài Loan 100% nhập khẩu. Sản phẩm nhỏ gọn, tiện dụng, dễ dàng sử dụng và đang được săn lùng nhiều nhất trên thị trường hiện nay ở mọi lứa tuổi như người trẻ, người cao tuổi, dân văn phòng hay các mẹ bỉm sữa, với thiết kế sang trọng. Chất liệu sứ cao cấp được tráng men hai lớp và nung ở nhiệt độ 1.300 độ C. Cốc có thể giữ ấm được trên nhiều loại vật liệu như gốm, sứ, thủy tinh, kim loại, vân vân. Để giữ nhiệt được làm bằng kính chịu lực, chịu nhiệt tốt, không bị biến dạng khi nhiệt độ tăng cao, mặt kính nhẵn bóng dễ lau chùi khi bám bẩn. Chưa hết, máy được thiết kế thông minh tự động điều chỉnh nhiệt độ không quá 55 độ C. Tại Việt Nam, sản phẩm đang được phân phối trên toàn quốc bởi kênh phân phối gia dụng Sabo. Sản phẩm bảo hành 1 năm, lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày đầu tiên. Bộ cốc hâm nóng Lucky sự lựa chọn tốt nhất cho gia đình bạn. Nhanh tay bấm nhận ưu đãi hoặc thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ cốc hâm nóng nhá. Thì đây một đầy đủ một bộ nhà đã bao gồm là một đế, một cái cốc, lắp đậy có thìa đi kèm luôn, là 80.000 một bộ này nhá. Về các bác nào hay uống trà uống cà phê, đấy, rồi các bác làm dân văn phòng ngồi làm việc lâu, muốn lúc nào cốc trà cốc cà phê mình cũng ấm nóng thì các bác mua cho cái bộ về sử dụng rất là thông minh, rất hay luôn. Đấy, 80k một bộ nhá, 80k một cái bộ cốc hâm nóng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn bốn cánh này, lên mã em sẽ cái đèn bốn cánh này, em báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác một cái mã đèn bốn cánh này với giá sẽ là 90.000 một quả nhá. Con này nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn,
các bác sử dụng gia đình các thứ nhà mình rất ok. Lên mạng em sẽ cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh 90k một cái quả bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy 90k một quả. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 100W nhá và sử dụng cho em là điện 220. Cái đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy này. Đấy, đây. Công suất là đi 100W này. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tức là ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Và điện là điện 220. Đó, về các bác cứ xoáy trực tiếp với cái đuôi nhà mình thì các bác xài thôi. Đấy, những cái không gian mà dạng sân vườn, không gian rộng thì các bác mua cho em quả này. Đấy, 100W, rất là sáng nhá, cực kỳ sáng luôn. Và nó là dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đấy, rất tiết kiệm điện. Và cái thiết kế rất hay, nó nhiều là một cái dạng cái quạt trần nhá. Các bác vừa có thể làm đèn trang trí, vừa có thể làm đèn chiếu sáng luôn, rất ok. Đó, cái này con này thì những cái đợt năm ngoái nhà em đang bán khoảng tầm 200, hơn 200 quả. Đợt này nó về những cái lô này, giá nó rất là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt mà sản phẩm dùng rất ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn 4 cánh nhá. Đèn 4 cánh, em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 4 cánh với giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất 100W nhá và sử dụng là điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bếp ga du lịch này. Lên mã cho em sẽ là cái bếp ga du lịch nhá. Đó, bếp ga du lịch dùng rất ok luôn. Đây, sản phẩm bếp ga du lịch. Về các bác hay đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại, đi picnic hoặc các bác nào hay ở một mình. Đấy, mình đôi khi mua bếp ga thứ là nó rắc rối lằng nhằng thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, nó sẽ có bốn cái chân kiềng nhà nhá. Có phần đánh lửa tự động này. Đấy, các bác không cần phải mồi. Về các bác chỉ việc ấn cái này là tự động là nó sẽ ra lửa thôi. Đấy, nó có phần đánh lửa tự động này. Và cái đây là cái phần vòng xoay để các bác điều chỉnh cái phần ga to nhỏ nhá. Về các bác lắp trực tiếp cái bình ga mini các bác mua, các bác cho vào đây, sau đó các bác nhích ga lên, bấm cho lửa ra thế là bùng lên, có thể xài thôi. Đấy, và đi kèm ở dưới này nó sẽ có bốn cái chân đế. Đấy, để khi mà các bác sử dụng các bác để thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, cái này xong to xong nhỏ các bác chơi hết cho em luôn nhá. Đấy, về các bác chỉ việc là mua cái bình ga mini các bác lắp vào các bác xài rất tiện dụng luôn. Đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại cực kỳ là ok. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể là gấp gọn vào, rất nhỏ gọn, tiện lợi nhé, dễ sử dụng mà nói chung là hay. Đấy, một chiếc bếp ga đây, khi nào mà gấp gọn nó sẽ nhảy rất nhỏ gọn luôn, và khi mà các bác mở ra thì rất là dễ dàng. Đó, mở ra cái, mở bốn cái kiềng bên trên, bốn cái chân bên dưới này, chắc chắn ok luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn và chất lượng nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bếp ga mini nhá. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k một cái. Bếp ga mini hoặc là bếp ga du lịch đều được nhá. Đấy, bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini. Đó, giá sẽ là 100k, 100k cho một cái bếp ga du lịch, bếp ga mini này, 100k một cái thôi. Giá rất bình dân. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đèn bão này, đèn bão có kèm cả quạt luôn nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái đèn bão có kèm cả quạt luôn. Đó, đi kèm nó cả một cái cọng dây cáp sạc. Em báo giá luôn. Lên mã em sẽ cái cây đèn bão, có nhà đèn bão. Đèn bão này thì hiện tại bên em đã có giá là đi 100.000 một cây. Đó, đèn bão 100k một cây nhá. 100k một cây đèn bão này dùng rất hay. Cái này ví dụ trong trường hợp mà mất điện mất đóm này. Đấy, các bác sử dụng các bác hay đi ghe đi thuyền mình ở những cái chỗ nơi mà không có điện đóm. Đấy, các bác cần một nguồn ánh sáng thì đây các bác mua cho con này về. Khi mà các bác sử dụng các bác rút lên cho. Đấy thì nó tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Và lúc nào các bác muốn tắt đi các bác ấn nó xuống tự động là sẽ tắt đi. Đó. Con này thì ngoài chức năng là các bác cắm điện trực tiếp để sạc thì các bác có thể là mang ra các bác phơi nắng để các bác sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Sạc bằng điện thì lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà sạc năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, có phần quai xách rất tiện dụng này, các bác kéo một cái này, các bác có thể xách mang đi mang lại này, hoặc các bác để một chỗ cũng được, rất ok. Ngoài chức năng là đèn này, rồi là sạc năng lượng mặt trời, sạc trực tiếp điện 220 thì ở đây nó còn có một cái phần nữa rất hay, đó là cái quạt nhá. Đấy, thì về các bác muốn dùng quạt thì các bác mở cái này ra cho em. Đấy, mở ra. Đấy. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cái quạt, các bác bấm lên cho. Đó là quạt chạy này. Quạt chạy cực kỳ khỏe, rất mát luôn. Đấy các bác thấy không? Nghe tiếng nó cứ phù 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 như này. Đấy, quạt chạy khỏe lắm, mát cực kỳ luôn. Đó, có kèm cả quạt luôn nhá. Đấy, có kèm cả quạt luôn. Để về các bác sử dụng các bác xài. Đó. Đây là cái nút bật tắt quạt này. Đấy, bật tắt thì các bác bấm lên cho em là ok. Đó. Mở lên này, các bác kéo lên này. Đó, kéo lên. Thế là các bác bấm lên cho em cái là quạt chạy thôi. Đấy, con này các bác có thể điều chỉnh cái phần hướng quạt nhé. Đấy, điều chỉnh phần hướng quạt rất ok luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đèn bão nhá. Đấy, có kèm cả quạt này, rút lên cái là đèn sáng, ấn xuống cái là đèn tối này. Đấy, sạc bằng năng lượng mặt trời, có phần tay sách mang đi mang lại, và đi kèm nó là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Các bác muốn sạc bằng điện lưới hoặc là sạc bằng điện năng lượng mặt trời đều được. Đấy, đây, đây, nếu mà các bác sạc điện lưới thì các bác cắm lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn này vào nguồn 220 nhé, để các bác sạc cho cái đèn này.
còn không thì các bác có thể mang ra phơi nắng để các bác sạc năng lượng mặt trời. Thường thường thì nếu mà sạc năng lượng mặt trời thì chủ yếu người ta đi ra những cái chỗ nào mà nó không có điện lưới thì các bác mới dùng thôi, chứ còn chủ yếu các bác nên sạc bằng điện lưới thì vào nó sẽ nhanh hơn nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái cây đèn bão nhá, có kèm cả quạt luôn. 100k một cái đèn bão nhá, dùng trong những cái trường hợp mất điện mất đóm các thứ đó cũng rất là tiện. Đó, nói chung là phòng trừ. Rồi mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái đồng hồ kẹp dòng. Nhiều bác hỏi là bên em còn hàng không, đây bên em vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đồng hồ này thì cái mã đồng hồ kẹp dòng thì là mã đồng hồ lại to nhá, hàng của hãng Kabushi Japan. Đó, em báo giá luôn, cái này thì tại vì em đang có giá là đi 200, đó là cái sản phẩm hiện tại em đang có giá là 240k coi nhá, 240k, và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, dòng này thì nó là dòng đồng hồ kẹp dòng cỡ lớn nhá, 240k cỡ lớn đấy chứ không phải dạng nhỏ mini đâu. Đấy, dạng cỡ lớn đấy này, 1000V 750V này, 200A đến 1000A này, đó, 200. Cái này thì thực ra thì hàng này chủ yếu là cho các bác có kinh nghiệm dùng những cái con này rồi thì các bác dễ hiểu hơn, dễ dùng hơn, chứ thực ra thì ngay bản thân em thì em cũng không phải là dạng là chuyên này thợ hay như nào cả, nên em cũng không rõ lắm với cái này, em không dùng. Đó thì em chủ yếu em bán với bác thôi vì nhiều bác hỏi, đấy thì em cũng lấy về em bán. Cái này thì chắc là nhiều bác biết rồi. Đấy thì đi kèm sẽ có một cái túi đựng này rất cẩn thận luôn này. Đó. Và đây. Thân đồng hồ này, đi kèm sẽ có một viên pin này. Đó, một đây hai cái rắc để các bác thử test luôn nhá. Đấy thì về các bác tháo trên cái phần mặt đằng sau ra, các bác lắp pin và các bác xài thôi. Đấy điều chỉnh thì các bác điều chỉnh nấc ở các thứ này, đấy AC750 thứ này. Đấy thì cái này chủ yếu dành cho bác dân chuyên môn thì các bác dễ biết hơn. Thì thực ra em không gọi đây, em sẽ quay cho bác chi tiết về cái phần thông số của trên cái màn hình của trên hiển thị trên này em nhá. Đây các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đó. ACA này, ACA rồi là đo ohm, đo ước các thứ này, đo DC, hình như có cả đo thông mạch các thứ. Đấy. Còn đây là cái phần kẹp này. Đấy các bác kẹp để đo công suất các thứ này. Đấy. Kẹp để các bác đo dòng này, đấy kẹp dây thì các bác đo dòng này, đấy nó có cái phần kẹp ở đây, đó hiển thị màn hình trên toàn bộ số đấy nhá, đây là cái phần rắc cắm để các bác cắm dây, có phần dây đeo, nói chung là ok, dành cho anh em thợ thuyền thợ điện là ok, rồi báo giá bác luôn, báo giá lại lần nữa bác nhá, lên mã em sẽ cái đồng hồ kẹp dòng dạng đồng hồ cỡ lớn nhá, cái này là kẹp dòng cỡ lớn đấy, đó giá của nó sẽ là đi 240k một cái nhá, và sẽ có bao ship cho bác luôn, đó, lên mã em sẽ cái đồng hồ kẹp dòng 240.000 một cái, bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây đèn pin nhôm, lên mã em sẽ cái cây đèn pin nhôm nhá, em báo giá luôn. Giá của sản phẩm này sẽ là 160.000 một cái nhá. Đèn pin nhôm này, đấy, đèn pin nhôm. 160k một cái đèn pin nhôm nha, 160.000 một cây đèn pin nhôm. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Cái thân đèn này thì toàn bộ của nó là bằng nhôm hết nhá, nên bên em hay gọi là đèn pin nhôm, toàn bộ nhôm. Đấy, Polycare made in Japan nhá. Đấy, có phần tay cầm rất ok. Con này thì rất nhỏ gọn thôi. Đấy, cầm rất vừa vặn nhá, các bác sử dụng gia đình các thứ rất hợp lý đấy. Đi kèm các bác là một cái cọng dây cáp sạc để đi về các bác muốn sạc pin thì các bác cậy cho em lắp vào ra. Cắm cái đầu sạc vào đây, còn cái đầu còn lại các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, để các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và đi kèm thì sẽ có cho các bác thêm là hai viên pin 18650 nhá. Cái hay của sản phẩm này là nó sử dụng cái pin 18650. Nên là khi mà các bác có thể là muốn thay thế và các bác mua thêm rất là dễ. Đấy, và hiện tại bên em đang bán một viên pin 18650 cũng như này thì bên em đang bán lẻ là 20k một viên nhá. Thì nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác mua. Đấy thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20k. Đấy, còn sẵn trong đèn là nó sẽ có rồi, thì đây em sẽ lắp cho bác coi. Đó thì về các bác cứ lắp đúng chiều pin này. Đấy, lắp cho em đúng chiều pin đầu cộng đầu trừ vào. Đấy, các bác lắp vào, sau đó là các bác cho vào đèn. Đấy. Xoáy trong cái nắp này vào là các bác bật lên này các bác xài thôi. Đấy, xoáy cái nắp này vào. Đó, đây, bấm thì nó sẽ ở đây. Đấy, nó sẽ có các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED nhá. Đèn khá là sáng và soi khá là xa. Rất tiện dụng nhỏ gọn nhá. Đấy thì lên mã thì em sẽ là đèn pin nhôm. Đi kèm là có cả pin cả sạc đầy đủ luôn. Đấy, thì chọn một bộ này là 160.000 thôi nhá, 160.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin ấy thì bên em đang bán lẻ một viên là 20.000 nhé. Còn nếu mà sẵn thì trong này nó có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc xài. Đèn cầm cực kỳ chắc tay luôn. Đấy, có kèm cả sạc, về chỉ việc là dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì các bác nhá. Đó, đèn pin nhôm 160.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khay 5 tầng. Lên mã duy em sẽ là cái bộ khay 5 tầng này. Đấy, bộ khay 5 tầng, cái bộ này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đó, bộ khay 5 tầng nhá. Thì đây, đấy, trên hình các bác coi thì nó sẽ thành 5 cái khay nhỉ.
Nhìn thì đây nó có một khay nhá, nhưng mà nó lồng lại là thành 5 cái khay nhá, 5 cái khay này. Kích thước sẽ gồm có là 10 này, 12, 14, 16 và 18. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng, giá của nó sẽ là đi 50k một bộ thôi. Đấy 50k bộ về các bác dùng để đựng thức ăn này, rồi là đựng đồ ăn đồ uống các thứ, vào đây rất tiện dụng luôn. Rồi là các bác mà hay đi làm công trình công trường, đi làm công sở, các bác sẽ hay phải mang cơm đi làm đấy, thì các bác mua cho cái bộ này về, hoặc là ví dụ ở nhà nhà mình hay bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh các thứ rồi thì rất là hay. Thì đây nó sẽ gồm có là một khay này, hai khay này, ba khay này, bốn khay này, và một cái khay to nhất là khoảng 5 khay, và đi kèm thì 5 cái khay này là nó sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm đấy, rất cẩn thận luôn nhá, có cả nắp đậy đi kèm luôn, là khi mà ví dụ các bác có mang đồ ăn đi cái thứ giờ nó bị văng ra, rồi ví dụ như là các bác để đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh rồi đấy thì các bác cho vào trong này đấy, mình bảo quản tủ lạnh hoặc các bác để ở ngoài mình có đậy vào cũng ok, nó có cái nắp đậy rất là an toàn đấy, không lo vi trùng vi khuẩn ruồi bâu có thứ giờ vào, ok sạch sẽ gọn gàng ok nhá. Đấy thì khi nào mà dùng xong thì các bác có thể lồng vào, nó rất là nhỏ gọn như này đấy, lồng vào nó rất là nhỏ gọn, còn khi mà bày ra thì nó sẽ có chồng lên 50 khay này nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng, bên em đang gửi bác giá một cái bộ khay 5 tầng là 50.000. Kích thước của nó sẽ là 10 này, 12 này, 14 này, 16 và 18 nhá. To nhất sẽ là 18. Đó, bộ khay 5 tầng, 50.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đũa thìa inox của Đức này. Đấy thì đây, đây là cái hộp thìa 5 chiếc của Đức nhá, hàng của thương hiệu Huiling luôn nhá. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Đó, giá thì bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn. 50k một hộp nha, 50k một hộp. Lên mã em sẽ là cái bộ thìa inox 5 cái. Thìa inox nhá, thìa inox 5 cái. Giá của nó sẽ là 50k, hàng của Huiling luôn nhá. Hàng hình hai thằng người này. Đó. Ngoài ra thì có đũa inox luôn, cũng nhiều bác hỏi đũa inox rồi đấy, đũa inox cũng của Huiling luôn đó. À, một hộp 5 đôi giá cũng sẽ là 50k luôn, bán đồng giá đũa thìa như nhau nhá. Lên mã em sẽ cái hộp đũa inox 5 đôi đấy, đũa inox nha, một hộp là 5 đôi nhá, cũng 50k luôn, một hộp là 5 đôi su 304. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này đấy, su 304 logo Huiling nhá. Đấy. À, phần đầu đũa thì có chống trơn trượt nha, nhiều bác hỏi là góc đũa này có trơn không thì cứ yên tâm lóc không trơn đấy, và đũa này thì inox thì dùng rất là an toàn đấy, không lo nó bị nấm mốc này, không lo nó bị cong vênh này, rất là an toàn với sức khỏe luôn đó, đũa rất là đẹp, dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã em sẽ cái hộp đũa inox 5 đôi, một hộp này là 5 đôi với mức giá là 50k một hộp nhá. Đấy, đũa inox hàng của Huiling nhá, hàng của Huiling đó. Ngoài ra thì đây là thìa, thìa đây, thìa cũng là 5 cái, thìa rất là dày, thìa dày lắm. Các bạn nhìn này, cái thìa rất là dày. Đấy, thìa nó dày cộp luôn này. Đó, su 304 nhá. Đấy, logo Huiling này, bóng sáng loáng luôn. Một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái nhá. Thìa rất dày luôn, thìa dày lắm đây. Lấy cho bác hai cái này. Đấy, những cái dòng thìa này khi mà các bác gõ vào với nhau thì nó cái tiếng kêu nó cộc cộc này thì các bác chứng tỏ là thìa nó rất là dày luôn. Đấy, về các bác sử dụng ok luôn. Lên mã thì em sẽ cái hộp thìa inox 5 cái nhá. Hộp thìa inox 5 cái, giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k một hộp thìa inox 5 cái nha, 50k một hộp. Còn đũa thì 5 đôi cũng là 50k, bán đồng giá luôn, thì các bác có thể lấy đũa lấy thìa tùy nhu cầu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ dao đen của Nhật này, đấy của thương hiệu Asaka Japan, một bộ dao đen 5 cây, giá thì siêu hạt rẻ. Chỉ có là đi 50.000, à xin lỗi bác là 70.000 một bộ dao đen của Asaka Japan nha. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen này. Bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Giá sẽ là 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ. Đây. Một bộ của nó sẽ gồm có cho bác là 3 cây dao. Một cây này, đấy một cây vừa lọc vừa thái bản to này, một cây chuyên để các bác lọc này, và một cái cây chuyên để các bác gọt hoa quả này. Đấy, cây chuyên gọt hoa quả có cả phần bật bia này. Đấy, 3 cây nhá. Asaka Japan này, xịn sò ngon này luôn. Sắc bén lắm. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm rất hay, đó là cái này đó là cái đánh vẩy cá nhá, các bác dùng để các bác đánh vẩy cá là bằng cái này. Đấy, các bác dùng cái này. Ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất hay nữa, đó là cái khuôn. Cái khuôn này ví dụ các bác làm bánh hoặc hay các bác hay rán trứng thì các bác dùng khuôn này. Đấy, khuôn hình trái tim. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế rất đẹp nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 5 món này. Đấy, 5 món 1 2. Và với lại 3 dao thì tổng là sẽ là 5, 5 món nhá. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng nha. Bộ dao đen nhá, bộ dao đen lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Cái bộ này thì chủ yếu có dùng chuyên để các bác thái nhá, chuyên dùng để thái. Giá nó chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là so với tầm tiền này các bác mua cho em bộ dao này thì nó quá ok rồi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà chất lượng thì cực kỳ là ok, sắc bén lắm, sắc cực kỳ luôn. Các bác nhìn cái chất dao nó này.
Đấy, lưỡi sáng bóng nhá, sắc cực kỳ luôn. Đấy, không sắc không lấy tiền. Lên mã nha, sẽ cái bộ dao đen nhá của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan này. Đó, giá sẽ là 70k một bộ dao đen nha. 70k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái bộ ví hồng lâu lâu qua cho em chứ em không quay cho bác cái bộ này, đó là cái bộ ví hồng nhá. Lên mã sẽ cái bộ ví hồng này. Đấy, bộ này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, bộ này thì cực kỳ đẹp, rất nhiều chi tiết nhá. Đấy, sẽ gồm có các loại ví dụ như là bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, có phần nặn mụn này, zip giếc cạo kia các thứ ra, đầy đủ cho bác luôn, kìm cắt lấy ra chết, dành cho chị em phụ nữ này, rồi là các ông các bà đều dùng hết luôn, nói chung là dùng cả gia đình. Bộ này các bác mua về dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, đàn ông thì hay dùng những cái bấm móng tay móng chân, còn là phụ nữ đàn bà thì hay dùng ví dụ như là zip giếc rồi những cái kìm kéo cắt lấy ra chết các thứ này, thì các bác hay dùng những con này. Nói chung là bộ này dùng xài cho cả gia đình nhà mình luôn nhé, trẻ em người lớn người già đàn ông đàn bà đều dùng hết luôn nhá. Đấy, đựng trong chiếc hộp da rất đẹp luôn. Lên mã giúp em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Đấy, màu hồng rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là đi 60.000 một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Bộ ví hồng này. Đấy. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, bao gồm là các chi tiết như là cắt móng tay này, lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết các thứ này, giúp giếc các thứ đầy đủ luôn, nhíp nhíp có đủ cả luôn nhá. 60.000 một bộ ví hồng nha. Cả kho luôn nữa các bác, đó là cái lọc rác ở cái bồn rửa bát nhá. Lên mã cho em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát này mình. Đấy, các bác mua cho em thay cái này về. Cái này thì nó thoát nước rất là nhanh. Đấy, và cũng rất là tiện nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác muốn nâng lên thì các bác cầm vào này các bác nâng lên. Đó, rất ok luôn, nó rất là nó thiết kế rất tiện. Đây nó có cả một cái nắp đây để nó đóng kín van nước này. Đấy, các bác cho nó xuống. Đấy, cho nó khớp xuống nó sẽ đóng kín van nước bên dưới nhá. Còn nếu mà các bác muốn nâng lên cho nước nó thoát thì các bác kéo nó lên, xoay. Đấy là sẽ khớp vào rất ok. Đây. Toàn bộ phần lưới này có nó thiết kế dạng lưới inox nhá, thoát nước rất là nhanh. Đấy, và khi mà các bác cầm rác cầm ra các bác đổ rác ra cũng rất là tiện luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ bên em đang gửi bác giá một cái lọc rác ở cái bồn rửa bát này. Giá của nó sẽ là 15k một cái nhá. 15k nhá, 15k. Lên mã giúp em sẽ là cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, ví dụ như cái bồn nhà mình hiện tại đang bị hỏng không có cái này này, hoặc là cái nhà mình nó thoát nước chậm. Đấy, các bác mua cho em cái này về các bác thay vào. Đấy, nó chỉ có 15.000 thôi, về các bác thay vào rất là ok, dùng rất ok. Cái này em bán khá là nhiều, dùng hay lắm. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, thực tế sản phẩm nhá. Đấy, ví dụ về đấy các bác sử dụng này. Đó, thoát nước rất nhanh nhá. Bình thường những cái dạng nắp cống cũ nó cứ hay bị dính dính rồi là nó rất là khó sử dụng mà thoát nước rất là lâu. Đấy thì về các bác mua cái này về cho em sử dụng rất là ngon lành luôn. Đấy, các bác đổ rác ra cũng rất là tiện. Đó. Thoát nước cực kỳ nhanh luôn nhá, dùng rất là ok luôn. Đấy, chỉ việc cầm vào cái núm mấy các bác nâng lên là xong. Đó, 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọc rác thông minh ở cái bồn chậu rửa bát nhá. 15k một cái lọc rác nhá. Rồi một cái mã hàng rất là hay mà lâu lâu không lên cho bác coi, đó là cái miếng dán ngải cứu chuyên để các bác dán cổ vai gáy, dán rất là tốt luôn nhá. Đấy, cái miếng này thì bên em bán rất là nhiều rồi mà giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi nhá. 20k một cái hộp miếng dán ngải cứu thôi. Đấy, 20k nhá. Một hộp thì sẽ gồm có là 12 miếng. Đây, bóc cho bác coi. 12 miếng. Trong này thì nó đã tẩm ngải cứu cũng như những cái thành phần thảo dược bên trong này. Các bác dán. Đấy, bác nào đang bị đau cổ vai gáy các bác dán cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giảm đau nhức cổ vai gáy, đau nhức xương khớp. Đấy, nói chung là các bác cứ đau chỗ nào các bác dán đấy. Cái này nó kiểu dạng miếng dán xong bát ấy, nhưng mà cái này thành phần nó từ ngải cứu nên nó rất là lành tính nhá. Đấy, thành phần từ ngải cứu thảo dược rất là lành tính. Về các bác chỉ việc bóc qua này. Đấy, bóc qua. Cái này em cắt móng tay đâm hơi khó bóc. Đấy, các bác nha, sau đó là các dán trực tiếp vào cái chỗ nào các bác muốn dán. Đấy, dán vào cổ vai gáy, dán vào chân vào tay, những chỗ nào đau các bác đấy, bóc cái này ra, dán trực tiếp vào cho em là các bác sử dụng thôi, rất là hay luôn. Đó. Một hộp này thì là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp là sẽ gồm có một túi này thì sẽ có là 12 miếng nhỏ. Mùi cao cực kỳ thơm luôn, bóc ra thơm lắm. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái hộp miếng giá cao dán cổ vai gái, một hộp 12 miếng nha, một túi 12 miếng này, giá của nó sẽ là đi 20k nhá. 20k đây này, một hộp là 12 miếng này, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu đó. Một hộp 12 miếng với giá sẽ là 20k một hộp. Đó, 12 miếng 20k một hộp, dán cực kỳ ok. Cái này bán cực kỳ nhiều luôn mà dùng rất là nhạy. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau mỏi vai gáy, đau lưng, thoát vị đĩa đệm là căn bệnh xương khớp phổ biến ở người già và người trưởng thành. Sử dụng ngay miếng dán ngải cứu đa năng, dán trực tiếp lên vị trí đau như vai gáy, cột sống lưng,
Đặc biệt, với những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đốt sống, nên sử dụng miếng dán hàng ngày để hỗ trợ điều trị. Ngoài ra, sử dụng miếng dán giúp giảm đau cơ bắp khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh, có thể dán trực tiếp lên các khớp tay, khớp chân. Sản phẩm giúp giảm đau sau 5 đến 10 phút sử dụng. Thành phần chủ yếu là ngải cứu nên rất an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ như những loại cao dán thông thường khác. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy. Bị đau khớp, đau cực kỳ ok luôn. Cả ngày làm việc vất vả rồi, khóa nhất là khúc về nhà dán mấy cái miếng này vô xong đi ngủ nè mấy bà. Mấy bà cứ làm thử theo tôi nha. Chị em nhà tôi làm bữa giờ đó trời, ngủ ngon. Sâu giấc mà không có bị đau vai gáy nè, không có bị tê hai cánh tay nữa nha mấy chị. Ngủ vô ngon hết sức luôn á. Sáng mai dậy tinh thần thoải mái làm việc nữa nha mấy chị. Lên mua hàng em để góc trái nha. Đây đây là cái miếng dán ngải cứu nhá. Lên mã cho em sẽ cái hộp miếng dán ngải cứu, một hộp là 12 miếng nhá. Đấy sẽ gồm có một túi, nó đựng trong một chiếc túi nhá. Đấy. 20k một hộp nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con bơm tay inox của Kirito. Đấy, tiếp tục hàng lại về này. Đấy bác nào mà gia đình nhà mình chưa có bơm thì bác nên trưng dụng cho em con này về, bơm cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kirito nhá, made in Japan. Đấy. Chất liệu thì 100% cái ống này của nó là bằng inox 304, có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá, dây bơm thì chống gập chống gãy, các bác cứ gập cho em thoải mái luôn. Đấy, thả tay ra cái là về bình thường. Đấy, dây bơm siêu bền chống gập chống gãy. Đây là phần đầu bơm này, con này thì các bác có thể bơm xe đạp này, bơm xe máy các thứ xem. Nói chung là bơm những cái dòng xe gia đình là rất là hợp lý, bơm xe đạp xe máy cho em là thoải mái luôn, mà bơm là cực kỳ nhanh nhá. Sản phẩm này thì các bác cứ đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sau đó là các bác lấy ra các bác bơm thử cho em. Đấy, cam kết với các bác là hàng bơm vào cực kỳ là nhanh luôn. Lượng hơi nó đẩy ra rất là khỏe nhé, mà bơm rất là trơn tru. Mà cái quan trọng này là cái chất bơm của nó là cái thân này của nó inox này, nó rất là trơn tru. Và thứ hai là dùng nó bền các bạn, dùng nó bền. Đấy, cái phần ti bơm rất là to này. Đấy, bình thường là những cái ti bơm các bác mua ti bơm nó nhỏ tí, nhưng con này ti bơm rất là to. Đây phần tay nắm này. Đấy, tay nắm có đồng hồ đo suất đầy đủ các bác luôn, để các bác biết lối cân nặng áp suất lốp còn bao nhiêu. Đấy, thì các bác cứ đến nơi nhận hàng kiểm tra. Quan trọng là các bác được bơm thử các bác nhá, bơm thử nên là các bác yên tâm. Đấy, cứ bơm thử ưng hàng là các bác lấy nhá. Nhưng nói chung là con này thì không làm các bác thất vọng luôn. Bơm vào cực kỳ nhanh và bên em bán rất là nhiều rồi. Dòng bơm inox, bơm tay inox nhá của thương hiệu Kirito Japan. Đó, giá thì em báo luôn. Bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân dễ mua, 150k một cây nhá, 150k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bơm tay inox nhá. Đấy, bơm tay chất liệu là bằng inox. Đó, 150.000 một cây nhá, 150.000 một cây. Bơm rất là xịn vào, rất là nhanh, bơm lượng hơi vào đều, khỏe quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng lâu lâu cũng không quay cho bác này, đó là cái máy bào rau củ quả nhá, em báo giá luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá. Đấy, rau củ quả, cái này thì các bác cứ cho các ốc bào thôi. Đấy, rất là nhàn luôn mà lại vừa tập thể dục vừa nấu ăn rất là tiện. Đó, giá thì em báo luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 150.000, nay em giá bác mức giá rất dễ mua luôn, 110.000 cho một chiếc máy bào rau củ quả này, 110.000 một cái nhá. Dùng rất là hay. Đây. Tháo ra hướng dẫn các bác cách lắp đặt luôn. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy. Bộ sản phẩm đi kèm sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi này. Đấy. Và một thân máy này, một thân máy. Cái này thì cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đó. Thì nó sẽ gồm có một cái tay quay như này và một cái con thân máy thì đây. Đầu tiên là các bác sẽ lấy cho em cái trục này ra nhá. Đây là cái trục để các bác lắp lưỡi vào. Đấy thì lấy cho em cái bộ lưỡi này ra. Một cái túi này nó sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi nhá, 3 bộ lưỡi này. Đây, 3 bộ lưỡi này, một bộ cái kiểu dạng bào dạng bào lát này. Đấy. Một bộ bào lát này và một bộ bào sợi này. Đây ví dụ như em lấy cho bác một cái bộ bào sợi nhá. Đấy thì một bộ sẽ gồm có 2 chiếc thì các bác lấy cái bộ này để các bác lắp vào đây. Đây em hướng dẫn các bác về lắp đặt và các bác sử dụng luôn nhá, để các bác xem kỹ cái đoạn này. Đấy, các bác bấm nó vào. Đấy, các lắp nó vào. Sau đó là các bác cho nó vào đây. Cho nó vào trong này. Đấy, cho nó vào trong này. Và các bác lắp cho em cái tay quay này vào. Lắp cái tay quay này vào nhá. Đấy, các bác xem nó khớp vào này. Đó, xoáy cho em chặt cái này vào. Xoáy chặt cái này vào. Ok, cứ thế là cái này là các bác quay thôi. Cứ thế là các bác quay. Đây thì đây. Khi mà quay thì nó sẽ quay tròn nha. Và các bác cứ cho rau củ quả vào đây các bác quay nhá. Đấy thì cứ quay thôi. Cứ cho đây các bác quay. Và khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ có kèm một cái này gọi là cái ấn thôi nhá. Đấy thì các bác ví dụ như nó gần hết rồi thì các bác cho cái này vào để có ấn, đỡ phải thò tay, và thò tay đôi khi nó nguy hiểm mà. Đấy các bác lấy cái này các bác ấn nó xuống. Đấy sau đó các bác quay. Mình cứ vừa quay vừa ấn cái này thì nó sẽ xuống, nó sẽ bào. Bào thì nó sẽ nhả ra cái lỗ này. Có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Nghĩa là các bác vừa tập thể dục vừa có thể nấu ăn được luôn. Đấy, quay tay tập thể dục nấu ăn ok luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá, rất là chắc chắn, xịn sò luôn.
Giá của nó sẽ là 110k một chiếc nhá, 110k một chiếc. Máy bào rau củ quả đi kèm cho bác là sẽ gồm có là ba bộ lưỡi đi kèm. Đấy, ba bộ lưỡi đi kèm để về các bác sử dụng. Đấy, các bác dùng bộ nào được các bác lấy bộ lưỡi ra các bác lắp vào nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đó, đây. Đây các bác cùng coi này. Không phải, xem cái quảng cáo này có vẻ khó tin vãi. Vậy để mình làm chuột bạch chất thử cho mọi người xem trước nhá. Kết cấu bên trong thì cực kỳ đơn giản. Bên trong sẽ được tặng kèm 6 lưỡi dao, tức nghĩa là có 3 loại lưỡi nhá. Bắt đầu thì thấy nó rất là ọp ẹp và dễ bùng, nhưng hóa ra là mình chưa vậy có đánh chốt đằng sau. Nay mình sẽ cho nó trải qua 3 mức độ khó khác nhau. Đầu tiên với dưới chuột mềm nhất thì mình thấy nó cắt khá là ngọt, giống được như video nha. Còn với củ hành tây này thì mình mua hơn 1 tháng rồi nên là nó rất là héo. Vì héo nên là khi cắt nó sẽ hơi hắc nhẹ một chút, tuy nhiên là nó vẫn hoàn thành xuất sắc nha. Trước đây khi chưa biết được cái máy này thì mỗi lần làm nem là phải sắt hành tây bằng tay. Mà sắt hết củ này thì đúng là cay mắt thấy bà luôn đấy. Các chị em mà gặp cái máy này thì đúng là vị cứu tinh luôn đấy. Còn với khoai tây thì các bạn nhìn thấy rồi, thực sự là nó cắt quá ngọt luôn. Tổng kết lại là đáng mua nha. Đấy, rất ok nhá. Về các bác có thể là xay xay bào rau củ quả, xay khoai tây, xay dưa chuột, xay bào sợi, bào lát các thứ. Về các bác chỉ việc cho đây các bác quay rất ok luôn. Đấy, cứ quay này là sẽ ra sản phẩm nhá. 110k một chiếc nhá. Máy bào rau củ quả 110k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái này là cái khay hấp xôi này. Lên mã em sẽ là cái khay hấp xôi hoặc là cái khay hấp bánh bao đều được nhá. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái khay hấp bánh bao hoặc là khay hấp xôi hoặc là khay hấp cũng được. Giá thì bình dân thôi. Nó chỉ có 40.000 một cái thôi nhá. Về dùng tiện lắm. Cái này về dùng tiện, các bác dùng để hấp xôi này, rồi là làm những cái món đồ hấp rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái khay hấp. Đấy, khay hấp xôi, khay hấp bánh bao đều được. Khay hấp này. Khay hấp này thì giá của nó sẽ là đi 40.000 một cái thôi, 40k một cái khay hấp nha. Inox 304 luôn nhá. Đây. Bình thường thì nó sẽ tròn nha. Còn nếu mà các bác muốn sử dụng, các bác muốn mở ra thì nó rất là to. Đấy, đường kính của nó phải lên đến khoảng tầm là 26 cm nhá. Rất là to luôn. Và bên dưới là nó có những ba cái đế chân nha. Đấy, ví dụ các bác để nó cách mặt nước ra một chút. Đấy, các bác ví dụ muốn hấp đồ thì các bác cho một ít nước vào. Đấy, như kiểu dạng mình hấp cách thủy, rồi là ví dụ như là mình có những cái món tôm hấp này, rồi là xôi hấp, bánh bao hấp rồi các bác cho đấy hấp. Đôi khi ví dụ như là các bác hấp ấy mà phải lôi những cái nồi hấp ra nó rất là cồng kềnh. Đấy, các bác mua trên cái bộ về nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nó nhỏ gọn, nó chỉ có trong nhà này thôi. Đấy, các bác để trực tiếp vào cái xoong các bác đang đun. Đấy, có nước sẵn rồi, các bác để những cái đồ hấp lên đây các bác hấp, thế là xong. Đấy, hấp tôm này, hấp xôi này, hấp bánh bao này, các thứ này rất tiện dụng luôn. Inox 304 nhá, nên là dùng yên tâm với sức khỏe. Đó. Đường kính khi mà mở rộng ra nó lên đến khoảng tầm là 26 cm nhá, 26 cm, rất là to luôn. Ngoài chức năng là hấp xôi thì các bác có thể dùng cái này các bác đựng hoa quả cũng được này. Đấy, ví dụ như này các bác có thể đựng hoa quả. Hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Đấy, các bác đựng hoa quả hoặc là các bác hấp xôi, hấp bánh bao đều được luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khay hấp. Đấy, nó có thể là co trụm vào hoặc các bác có thể cho xòe ra. Đấy là tùy theo cái kích thước đường kính của cái nồi của nhà các bác nhá. Cái này nó có thể là sử dụng được cho nhiều nồi, nồi to, nồi nhỏ là nó dùng hết luôn nhá. Đấy, tối đa cái nồi tối đa dùng được là 26 cm, thì ví dụ như là cái nồi 28 là cái này nó vừa khít luôn này. Đó. 40k một cái cũng nhá, 40k một cái khay hấp nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa số này. Đấy, bộ khóa số chữ U, lên mã cho em sẽ là cái bộ khóa số chữ U nha, em báo giá luôn. Cái này thì bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân, chỉ có 70.000 một bộ thôi. Lên mã cho em sẽ là khóa số chữ U nhá. Khóa số chữ U này. Đó. 70k một chiếc này. Đấy, con này nó khóa bằng mã, rất là ok. Các bác không cần phải cầm chìa, cầm chiếc các thứ ở làng nhà. Đấy, mình chỉ việc là mang này đi, đấy, không cần chìa chiếc đâu ạ, rất nhạy luôn. Đây, lấy cho bác con. Đó, không cần phải chìa nữa nhá, nó khóa bằng mã, khóa bằng mã. Đấy thì khóa đấy các bác ấn vào bình thường thôi. Đấy, ấn vào bình thường nha. Đấy thì khi mà bên em gửi đến thì mặc định mật khẩu thì nó sẽ để là 4 số 0 nhá. Đấy thì khi mà các bác xoay về 4 số 0, các bác bấm vào đây cho em, bấm vào bên hông này, bấm vào cái nút này này. Đấy là tự động nó sẽ mở ra. Còn các bác muốn khóa là các bác ấn vào, sau đó là các bác đảo cho em loạn số đi, đảo loạn số đi. Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, không bấn được đâu nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại xoay cho em về số 0 nhá. Đấy, xoay cho em lần lượt về số 0 này. Đây. Đó, xoay lần lượt về 4 số 0 thẳng với lại cái vạch này này, thẳng với cái vạch này, bấm cho em cái ra luôn, rất ok. Đấy, các bác khóa cửa, khóa xe, khóa cộ không cần phải chìa nhá. Còn em hướng dẫn các bác luôn, các bác muốn thay mật khẩu nhá thì đây, hướng dẫn các bác mà các bác chú ý cái đoạn này này. Đấy, các bác xoay cho em cái, các bác để cho em về đúng cái số mà nó đang mở khóa nhá. Đấy, các bác xoay em cái này, xoay cái này. Đấy, xoay cái này. Đó, xoay. Sau đó các bác ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy, đổi hết về 1 nhá. Đây. À, 111 này thì các bác gióng thẳng cái này cho em. Đấy, sau khi mà các bác đổi xong rồi thì các bác lại xoay cái này về. Đó, xoay lại, xoay cái tay bên bên phải em này, xoay về. Xoay về nó thẳng chiều. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công nhá.
Đấy, bây giờ các bác khóa vào này. Đó, các bác đảo số loạn lên này. Đấy, đảo số loạn lên. Đảo số loạn lên các bác nhá. Đấy, đảo số loạn lên. Đó, và bây giờ này, các bác bấm này, không không mở được nhá. Đấy, ví dụ đây em đang để về cho về không nhá, là cái mật khẩu mặc định đầu tiên nhá, xem nó có mở được không nhá. Đó, cái đoạn này thì hơi dài dòng một chút, bác nào mà biết rồi có thể tua. Đấy, bấm cái là không ra nhá. Đây em chuyển về một hết này. Chuyển hết về một này, bấm cái này, ra luôn, rất ok nhá. Đấy, đấy là cái cách đổi mật khẩu nhá. Hướng dẫn lại các bác một lần nữa này. Đấy, bây giờ các bác muốn đổi về không, các bác lại xoay cái nào trong. Xoay cái tay bên phải này. Đấy, các bác xoay tay bên phải nhá, xoay này. Đấy, sau đó là các bác đổi về không nhá. Đấy thì các bác lại đổi về không, các bác chỉnh này. Đó, thẳng số 0 với nhau nhá. Đó, thẳng với cái vạch này. Lại xoay cái này về trong, xoay về. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công. Ok, có thế thôi. Đấy. Cái này thì em khuyến khích bác nào mà chưa rõ lắm thì thôi, tốt nhất là đừng nên đổi mật khẩu. Đấy, tránh tình trạng là nhiều bác là đổi xong các bác bảo là chết rồi, quên mật khẩu rồi. Thì em cũng xin nói luôn là nếu mà quên mật khẩu thôi, chỉ có bỏ đi đâu ạ, không ở đâu. Đấy thì em các bác chú ý nhá, nếu mà nó mặc định 4 số 0 như này là các bác cứ thế các bác dùng luôn, không cần phải đổi, vì đổi đôi khi nó rất là rắc rối, nhỡ các bác quên mật khẩu nó rất là lằng nhằng. Thì mình cứ để mặc định là 4 số 0 như này. Các bác cứ xoay cho em loạn đi cái là bắt đầu là cứ thế là bắt đầu là nó là về là các bác sử dụng thôi, không cần phải ấy, không cần phải đổi nhất cho lằng nhằng. Đấy, xoay này là cứng đơ luôn này. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại về 4 số 0 cho em như lúc đầu. Thế là xong, bấm cái là ra luôn. Rồi, ok rồi nhá. Đấy, đấy là cái hay của cái sản phẩm này, không cần phải chia trước gì. Đấy, nó khóa bằng mật khẩu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khóa số chữ U. Đấy, bên em đang gửi bác giá sẽ là 70k một chiếc khóa chữ U nha, 70k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây sạc dự phòng nhá. Đấy, cây sạc dự phòng hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan. Đấy, cây này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đấy, về các bác dùng để sạc cho điện thoại các thứ ok. Đấy thì bộ sạc này sẽ đi kèm là có dây luôn này. Đấy, có dây luôn nhá. Có bốn cái đầu dây luôn. Đấy, bốn đầu dây. Chân USB này và ba cái đầu dây còn lại là những cái chân phổ thông nhất, chân có chân iPhone này, chân Lightning này, chân Samsung dạng chân đời mới, chân Type-C đấy, và chân đời cũ của nó là chân Micro USB. Đấy, thì các bác có thể là cắm trực tiếp bằng cái dây này các bác sạc cho điện thoại này. Còn nếu mà các bác không 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 muốn cắm bằng cái dây này thì các bác có thể là cắm qua cái cổng USB của nó ở đây nhá. Đấy thì nó sẽ có cái cổng USB đây và một cái cổng Type-C nhá. Đấy thì hai sẽ có hai cổng ra và một cái cổng bên hông của nó thì sẽ là cổng sạc vào nhá. Đây là cổng sạc vào này, thì đi kèm thì sẽ có là một cái cọng dây cáp nha. Thì cái con này nó dùng cái nguồn sạc vào của nó là cái nguồn sạc 5V 2A nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái cục sạc này rồi. Đấy, không cần phải quá là cầu kỳ nhá. Đấy. Và ngoài ra một cái hay của sản phẩm này là nó có thể là sạc không dây nhá. Đấy thì về các bác có cái điện thoại đời mới nó hay có cái chế độ sạc không dây thì các bác để đến đây để các bác sạc không dây cho cái điện thoại của bác nhé. Đấy, em nói luôn là cái chế độ sạc không dây này đấy là trong trường hợp là điện thoại các bác hỗ trợ nhé, điện thoại các bác hỗ trợ sạc không dây, còn nếu mà không hỗ trợ là không sạc được đâu. Đấy, nhiều điện thoại đời cũ là nó chưa có đâu, chủ yếu là điện thoại đời mới thì bây giờ nó mới có sạc không dây nhé. Đấy thì nhiều khi nhiều bác về hỏi bảo là sạc không được, đấy thì đấy là do điện thoại các bác là có hỗ trợ hay không nhá. Đấy, còn nhiều là điện thoại là nó không hỗ trợ đâu, thì nếu mà sạc không dây không được thì mình có thể là sạc bằng có dây cũng được, ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cây sạc dự phòng của Takasio Made in Japan. Đấy, em báo giá luôn. Cây này thì mà hàng mới cái hộp luôn. Giá của nó thì sẽ là đi 230.000, lên mã giúp em sẽ là sạc dự phòng nhá, 230k. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đó, 230k một cây sạc dự phòng, bao ship tận nhà nhá. Đấy, hàng rất ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái chai xịt RV7 này. Rất nhiều bác hỏi thì đây. Đấy, hàng tiếp tục về để phục vụ các bác trong dịp đầu năm này cho anh em thợ thuyền này, rồi các bác sử dụng gia đình. Cái dòng này thì nó là dòng RV7 dạng chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy, ví dụ như cái chỗ nào nó đang rỉ sét này, ốc vít các thứ này, rồi là khóa khoách các thứ, là những cái chỗ nào nó đang kẽo kẹt. Đấy thì các bác dùng cái dung dịch này các bác xịt vào cho em. Đấy, chi tiết máy rồi. Đấy, rồi là bôi trơn nhá, bôi trơn rất là nhanh luôn, bôi trơn rồi là ví dụ như là những cái chỗ con ốc các thứ nó rỉ sét thì các bác xịt cho nó vào cho nó dễ dàng, nó tháo ra các bác nhá. Nó là chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy thì hay còn gọi là cái chai dung dịch xịt RP7. Đấy thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã chai to và một mã chai nhỏ này. Chai nhỏ này thì cái dung tích này của nó sẽ là 247 ml. Đấy, và khi mà các bác mua thì sẽ có tặng kèm thêm là 25 g. Đấy thì nhiều bác hỏi là cái tặng kèm thì nó để đâu, thì em nói luôn là hàng tặng kèm thì nó để luôn trong này chứ không để đâu. Đấy, chẳng nhẽ nó để bên ngoài đó gì nó sẽ tặng kèm là bên trong chai luôn nhé. Bình thường là cái chai nó chỉ đến đây thôi. Đấy, khi mà tặng kèm thì nó sẽ cao hơn được một chút đó.
Đó, thì về các bác chỉ việc là sử dụng các bác xịt thôi. Đấy, nó lắc đều sau đó các bác xịt nhé. Đó. Cái chai này là chai nhỏ. Chai nhỏ thì hiện tại em đang bán sẽ có giá là đi 35k nhé. 35k một chai. Đấy, 35k một cái chai RB7 mã chai nhỏ nha. Và nếu mà các bác muốn mua chai lớn thì chai lớn của nó giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chênh nhau một ít. Đó thì tùy nhu cầu nhé. Chai lớn thì cái dung tích của nó sẽ là đi 350g, tương đương với lại 493ml, gần 500ml nhá, gần nửa lít đấy. Hàng này thì bên em cam kết với bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của RB7 nhá, hàng made in Thái Lan. Và khi mà các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra mở test thử. Đấy, nếu mà hàng mà các bác xịt mà nó có mùi thơm như kiểu mùi nước hoa ấy, thì mới là hàng chuẩn chính hãng các bác nhá. Còn nếu mà không phải thì các bác cứ trả về cho em. Đấy, cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng 100% luôn, vì cái hàng này hàng nhái rất là nhiều. Đấy nên là khi mà các bác mua hàng thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhé. Đấy, hàng cam kết là chuẩn chính hãng luôn. Chai nhỏ thì sẽ là 35k và chai lớn thì sẽ là 50k nhá. Đấy thì các bác lấy chai nào thì cứ báo cho em. Lấy chai nhỏ thì báo cho em, lấy chai lớn lấy báo cho em nhá. Nhỏ 35, lớn là 50 các bác nhá. Xịt RB7 chất bôi trơn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây dìu sói này. Đấy, cho các bác đi rừng đi phượt, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng rất hợp lý luôn. Đó, rất đẹp nhá, một cây dìu sói rất đẹp luôn đây. Con này cầm lắm lúc ghê tay lắm vì nó rất là sắc nhá, sắc lắm. Đấy, lưỡi của nó cực kỳ đẹp luôn này, lưỡi của nó này sắc dã man luôn, như dao luôn nhá lưỡi của nó. Đây, hình mặt sói này, đấy, mặt đằng sau nhá. Đấy, con này hàng thì của Nga ạ. Đấy, hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm thì sẽ có ốp gỗ vân gỗ lên cực kỳ đẹp, đinh tán đồng này. Đấy, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Phần này là phần dây nhá, phần phần dây. Đấy, phần dây dây đeo có thứ rồi. Đấy, các bác có thể dùng để các bác bổ này, rồi là đằng đầu sau các bác có thể dùng vụ được mình phá kính cái thứ này. Đấy, đầu nhọn đằng sau, đầu lưỡi đằng trước này. Đấy, hình mặt sói lên in rất là đẹp luôn đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Đấy, khi mà mua thì sẽ có kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, bảo vệ cái phần đầu dìu lưỡi dìu. Thứ nhất là nó không bị sứt mẻ cái phần đầu lưỡi này. Và thứ hai là nó không bị va chạm mọi người. Đấy, các bác sử dụng các thứ là không bị va chạm. Đấy, mua về sưu tầm, mua về sử dụng nhá. Cầm rất chắc chắn luôn, cầm nặng chắc lắm. Đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái cây dìu sói này. Giá của nó sẽ là đi 250.000 một cây. Đấy. Dìu sói nhá. 250k và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship 250.000 một cây dìu sói bao ship nhá. Đó, hàng rất đẹp luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình giữ nhiệt này. Đấy. Tiếp tục về cho bác bình giữ nhiệt để các bác đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi lao động các bác mang nước mang nô đi rất hợp lý luôn. Bình giữ nhiệt của bao lơ của Nhật bãi nhá. Rất là xịn sò. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít các bác nhá. Khá là to luôn. Thoải mái các bác sử dụng. Mang đi mang lại. Đấy. Buổi sáng hoặc là cả ngày luôn. Đấy, mình cho nước vào đây các bác mang đi làm, đi chơi, đi lao động, đi du lịch này. Có cả phần lõi lọc nhá. Chất liệu thì sẽ là SU304 nhá. Đấy, hàng inox 2 lớp, công nghệ mới, đó là công nghệ hút trên không. Nên là giữ nhiệt rất là tốt luôn. Cầm một chiếc bình rất chắc chắn, nặng trịch luôn. Đây, có phần quai sách đi này, nắp đậy ok luôn này. Đấy, nắp đậy chắc chắn luôn. Đấy, đây là phần lõi lọc luôn này, có cả cái phần lọc đây bên trong này. Đấy, chất lượng lắm. Cầm chắc chắn cực kỳ luôn. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, giá thì cũng rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình giữ nhiệt nhá. Đấy, bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. Cái này thì em đã test thực tế rồi. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. 1,5 lít giá sẽ là 150k một bình. Đấy, cái này thì em đã test thực tế rồi, giữ đá các bác nhá. Giữ đá trong vòng là đi giữ đá trong vòng là 15 tiếng. Đấy, còn nếu mà các bác giữ nóng, giữ nước nóng. Giữ nóng thì trong vòng là khoảng tầm là 10 tiếng nhá, 10 tiếng. So với lại một chiếc bình mà giá như này mà cái công suất cái công năng mà nó đưa ra như này thì em thấy nó quá là ok rồi, giá nó quá hợp lý luôn. 150k nhá. Bình giữ nhiệt 1,5 lít hàng của Baoler. Giữ đá là 15 tiếng và giữ nóng thì là 10 tiếng nhá. Đấy, bình rất là đẹp chắc chắn luôn. Đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đó. Quai sách các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. 150k một bình. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy, bác nào mà hay đi ô tô thứ giờ thì hay cần cái bộ này. Đấy, về các bác dùng để câu bình. Đấy, câu từ bình nọ sang bình kia. Nhiều khi ấy là các bác đi ví dụ như là chẳng may là nó có chết ắc quy các thứ rồi thì các bác mua trong cái bộ này về nhá. Một cái bộ dây câu bình. Đấy, em báo giá luôn. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi
giá của nó sẽ là 170.000 bộ nhá. Dây câu bình các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái bộ dây câu bình hàng của Đức nhá, 170k một bộ dây câu bình nha. Đấy, hàng bãi của Đức, 170k bộ, hàng mới keng luôn. Một bộ sẽ gồm có hai dây, một dây đỏ một dây đen, nó có đánh dấu để các bác phân biệt âm dương. Đấy, và cái đầu kẹp nha. Đấy, hai đầu kẹp luôn nhá. Đây một đầu này và bên này là một đầu. Đấy, các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia để các bác sử dụng nhá. Con này thì dây đồng 100% luôn, chất lượng lắm. Đó, bán khá là nhiều đây. Đấy bác con này. Đây. Dây của nó sẽ là đồng đồng thau 100% luôn này. Đấy, đây. Dây đồng 100% luôn nhá, rất xịn sò. Cái phần cạp của nó rất chắc chắn nhá. Đó, phần cạp rất chắc chắn. Có phần cách điện đầy đủ hết luôn. Đó. Phần tay nắm cách điện đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đó. Rất ok. Dây này của nó thì sẽ dài được là 3 mét một dây nhá. Đấy 3 mét một dây. Đấy 3 mét một dây. Thì một bộ này bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 bộ này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy. Công suất lên đến là 2.000 ampere. Dây câu bình 170.000 một bộ nhá. 170k một bộ này. Thì kéo cắt tôn của Kabushi này. Đấy, về cho anh em thợ thuyền kim khí đầu năm làm nghề rất ok. Giờ đó các bác sử dụng gia đình. Đấy, mình có cắt tôn, cắt lá thép thứ rất hợp lý luôn. Đấy, dòng kéo cắt tôn của Kabushi nhá. Đấy. Hàng mới nguyên trong ví như này. Đấy, mới keng beng luôn. Kabushi Japan rất chất lượng nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cắt cực kỳ là ngọt luôn. Đấy, nó có cả cái lò xo trợ lực này. Các bác chỉ việc bóp vào thôi. Đấy, còn nhả ra là tự động là nó sẽ đẩy ra các nhá. Đấy, chỉ việc bóp vào thôi. Cắt rất ngọt luôn. Nó thiết kế một cái góc vát 45 độ này, khi mà các bác cắt ấy, các bác chỉ việc đưa kéo thôi, không cần phải lăn kéo như cái dòng kéo truyền thống là các bác cứ phải hay lựa là lách lách nhưng rất là khó cắt. Nhưng con này cắt các bác cứ đưa kéo như kéo cắt bình thường thôi. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đây. Cắt thử cho bác luôn này. Đây ở đây em cắt giấy nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó còn ngọt nữa. Đây này các bác nhìn này. Cắt giấy nhá. Đây này. Đấy, các bác có thể là cắt uốn gợn các kiểu các thứ này luôn, rất hợp lý nhá. Đấy, đây là cắt giấy các nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó cứng nó còn dễ cắt nữa. Đó, cắt rất ngọt này, giấy này, cắt kinh không? Ngọt không? Quá ngọt luôn. Đó. Cực kỳ ok. Đấy, cái này bên em bán khá là nhiều rồi, lưỡi của nó thì siêu sắc bén. Đó, hàng của Kabushi Japan nhá. Có phần khóa hãm này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo cắt tôn. Bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt tôn này, giá của nó sẽ là đi 160k một cây nhá. Đây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi. Đấy, kéo cắt tôn. Giá của nó sẽ là 160.000 một cây. Đấy, 160k một cây. Giá rất hạt rẻ, dễ mua mà sản phẩm rất chất lượng luôn, cắt rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ lấy ốc gãy cũng của Kabushi này. Lên mã anh em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy những cái đầu ốc gãy nhá, dùng rất là hay. Đây. Một bộ này sẽ gồm có là đi 5 cái đầu lấy ốc gãy. Đấy, nó thiết kế theo dạng là gen ngược. Đấy, khi mà các bác sử dụng này, các bác tạo một cái lỗ. Đấy, sau đó các bác đóng cái này xuống và bắt đầu là các bác cứ quay thôi. Đấy, quay thì nó dạng gen ngược, thì khi mà quay nó sẽ mút con ốc lên. Đấy, thì nó sẽ lấy những cái đầu ốc mà nó bị gãy lên. Đấy, thì một cái bộ này sẽ gồm có là 2, 4, 5 đầu nhá, từ to đến nhỏ. Đấy, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ nha. Đấy, đựng trong chiếc hộp rất là gọn gàng nha, ok luôn. Đấy, đầy đủ các kích cỡ khác nhau luôn này. Đó. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy ốc gãy đây này, nó có kích cỡ hết đây này, 1 2 3 4 5 này. Đó. Bộ lấy ốc gãy, bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30.000 nhá. Hàng của Kabushi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Bộ lấy ốc gãy. Bộ lấy ốc gãy. Giá sẽ là 30k một bộ, 30.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đó. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dùng tay hay kìm để vặn được. Lại đây tôi chỉ cho. Đầu tiên hãy cắt cho nó bằng phẳng, đánh dấu vào chính giữa. Xong rồi khoan sâu xuống chừng 5 ly là được. Dùng mũi tháo ốc gãy này, đặt nó vào đóng chặt xuống một chút. Sau đó dùng mỏ lết vặn ra là xong. Rất dễ dàng và nhanh chóng đúng không? Bộ tháo bù lông ốc vít gãy 5 chi tiết đã có trong giỏ hàng. Bác nào cần thì bấm vào búa nhé. Đấy, có thấy không? Các bác chỉ việc là khoan một cái lỗ nhỏ này. Đấy, sau đó các bác đóng cái dụng cụ lấy ốc gãy nhà em vào. Đấy, đóng cái bộ này vào này. Sau đó là các bác dùng một cái con cà lê và cái con kìm gì đấy các bác xoáy là nó sẽ theo dạng gen ngược là nó sẽ lôi lên. Đấy, các bác nhìn này, nó xoáy này. Đấy, xoáy là nó sẽ lên nhá. Xoáy lên rất dễ dàng luôn. Đây, đấy thấy không? Rất ok. Đấy, chuyên để các bác lấy những cái đầu ốc gãy nhá. Rất là hay luôn. Đấy, bộ dụng cụ lấy ốc gãy 5 chi tiết nha. Giá của nó sẽ là 30k bộ, hàng cũng của Kabushi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kìm cắt ống nước 42 nhá. Đấy, cái cây kìm cắt ống nước 42. Cây này thì bên em bán khá là nhiều rồi, cắt cực kỳ sắc bén luôn.
Cái này thì các bác cắt ống nước từ ống tối đa của nó sẽ được là ống 42 nhá, tối đa là ống 42. Đấy thì về các bác chuyên thì các bác cắt những cái con ống nước nhá. Đấy cho vào đây các bác cắt này. Đấy các bác chỉ việc bấm này. Đấy nghe tiếng kêu rất thích nhá. Đó. Đấy bấm tạch cái ok. Đấy sau đó các bác lại tháo ra. Các bác lại bấm ok. Giá thì bình dân thôi, 100 ngàn một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cây kìm cắt ống nước các nhá. Kìm cắt ống nước cỡ sẽ là 42 trở về nhá. Đấy kìm cắt ống nước 42. Kìm cắt ống nước 42 này. Giá của nó sẽ là 100k một cây, 100.000 thôi, 100.000 một cái cây kìm cắt ống nước cỡ từ 42 trở về đây. Em sẽ lấy cho bác cắt thử cho bác này. Đấy em sẽ cắt mẫu cho bác coi nha đây. Đấy các bác chỉ việc cho này này, sau đó các bác bấm nhá. Đấy các bác bấm dần dần này. Đấy dần dần. Đó, dần dần. Đó. Đây, để cắt lại bác coi nhá. Đó, các bác ngựa cho nó vào đúng cái mẫu của nó này. Đấy, bóp từ từ này. Bóp từ từ này. Đây nhá, em làm lại bác coi nhá. Vừa nãy cắt hơi lỗi đây. Các bác bập nó vào như này. Đấy cái phần đầu nhọn là nó sẽ bơm xuống trước này. Đấy nó sẽ bơm trước, nó tạo thành một cái khe rãnh này. Đấy các bác bơm tiếp cho em. Đấy bơm tiếp này, nó sẽ ngập vào. Đó, thấy không? Rất ngọt ngào luôn. Đường ống cắt rất là mịn màng nhá, nó không bị ba via. Đấy cắt nó không bị ba via. Bình thường là các bác cắt cưa này bị ba via rồi cắt rất là ngọt. Đấy, cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước này. Đó, hướng dẫn các bác cắt luôn nhá. Đấy, các bác nhìn cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước đấy, nó ngập luôn này. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đó rất ngọt ngào nhá. Đó, ok luôn. Đấy, mịn màng ngon lành nhá. Đấy, chuyên để các bác cắt ống nước. Kìm cắt ống nước 42, cỡ 42 nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã xả luôn các bác kia, đó là cái dòng búa vàng mini này. Đấy, một cái cây búa rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này. Về các bác hay gò gõ những cái dạng chi tiết nhỏ rồi anh em cũng như là thợ kim hoàn các thứ rồi. Đấy cần những con búa nhỏ này để các bác gõ gò này rất hay. Đấy cái con này thì nó đa năng, ngoài chức năng là búa thì nó bên trong này. Đấy các bác mở ra thì bên trong nó còn có cả những cái cây tô vít nhá. Đấy mấy cái đầu tô vít cơ. Đầu cộng này. Đấy đầu cộng, đầu trừ có đủ cả luôn nhá. Đầu ba ke này, đầu dẹt này. Đó. Rồi là đầu búa này. Đấy thì khi mà lắp vào bình thường là nó sẽ thành một chiếc búa, còn nếu mà các bác muốn tháo ra, các bác muốn dùng tô vít thì các bác tháo nó cho em. Đấy thì nó sẽ thành những cái cây tô vít nha. Nhỏ nhỏ như xinh này để các bác tháo nhá, rất tiện dụng luôn. Đó thì lúc nào mà dùng búa thì các bác lắp vào, lúc nào mà muốn dùng tô vít thì các bác tháo ra. Đấy bên trong là nó có bên trong này là nó có đầy đủ cả đầu vít các thứ bên trong hết luôn. Đấy. Đây, rất nhỏ gọn này, một cái đầu bằng này, một cái đầu nhọn nhọn này. Các bác gò gõ những cái đồ nhỏ nhỏ là xinh xinh ok. À, báo giá bác luôn, bữa trước bên em đã gửi bác là giá một cái cây búa vàng mini này, bữa trước đang bán là 100. Hôm nay em xả bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 60k một cây thôi. Đấy, búa vàng mini nhá, 60.000 một cây. Đấy, hai đầu gõ gõ rồi là có cả đầu vít bên trong luôn nhá. Đấy, ba đầu vít luôn. Đầu ba kia, đầu dẹt có đủ luôn. 60k một cây nhá, một chiếc búa rất là hay. Đấy, về các bác sử dụng. Anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bấm móng đức M3 này. Hàng bên em tiếp tục hàng về này. Đấy bộ móng đức M3. Bộ này thì bữa trước nhiều bác hỏi nhưng mà đang bán hết hàng. Thì đây, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Bộ này thì giá đợt này cũng đang xả kho, chỉ còn có 100.000 một bộ thôi. Bữa trước đang bán là 130.000 đấy. Đợt này về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 100.000 một bộ nha. Đấy lên mã nha, em sẽ là cái bộ bấm móng đức M3. Đấy 100k một bộ. Đây, một bộ thì mới keo nguyên hộp nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Đấy logo thương hiệu Nguyên Linh này, đấy, Nguyên Linh của Đức đó nhá. Thì bên trong thì sẽ gồm có là ba cái bấm móng, một bấm móng to, đấy, một dạng rất là to luôn này. Đấy, đây logo Nguyên Linh này, chắc chắn chất lượng, cầm một chiếc bấm móng nặng trịch luôn. Một chiếc thứ hai là chiếc nhỏ nhỏ này, và một chiếc thứ ba là một chiếc bấm móng khéo nhá. Đấy cái này thì chuyên các bác sử dụng bấm những cái khóe móng chân móng tay, rồi các bác dùng cái con chéo này cho em này, các bác xà này. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm, sắc bén vô cùng luôn, cắt cực kỳ ngọt. Riêng cái dòng Đức này yên tâm rồi, cắt rất là ngon nhá. À, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 nhá. Đấy, bộ M3 đi. Bộ này thì bên em đang xả cho các bác giá là có 100.000 bộ thôi, 100k một bộ nha. Đấy, mới nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, rất đẹp luôn đây. Một bộ này nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm cũng rất ok. Đấy, hộp nhôm có đủ cá luôn nhá. Là 100k một bộ nhá, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 ba móng nhá, là 100k một bộ nha. Sản phẩm tiếp theo thì một số cái mã hàng về dòng thuốc bên em này, thì đây lên luôn cho bác cái hũ cao ngựa này. Một hũ này là 30g nhá, chuyên cho bác trị nứt gót chân. Đấy, rồi bác nứt nẻ khô da chân tay, các bác mua cho em cái loại về bôi, chút chút 100% từ cao ngựa nhá, nên về các bác sử dụng yên tâm, rất an toàn và sử dụng rất hiệu quả luôn. Đấy, đây nó là dạng kem bôi này, đấy nó là dạng kem bôi. Đấy, thì về các bác cứ sử dụng này, các bác bôi trực tiếp vào gót chân, gót tay, những cái chỗ nào nó đang bị nứt nẻ chân tay, bị khô da nhá, các bác bôi cho em rất nhạy luôn.
20k một hũ nhá, 20k một hũ này thôi, lên mã cho em cho là cái hũ cao ngựa nhá, chị nứt gót chân tay. Đó, 20k. Đây, cao ngựa này. Đấy, lọ cao ngựa nhá. 20k một lọ thôi. 20k một lọ, cái này bên em bán khá là nhiều, mùi thơm thoang thoảng mà dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Đấy, đặc biệt là bác nào đang nứt nẻ chân tay, nứt gót chân các thứ nào, bác bôi cho. Đấy, khỏi luôn, rất nhạy luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nào. Đau lắm không đi được, dùng mấy loại lên rồi mà không có thấy đỡ thì chút nào hết á. Em đau quá mới còn cứu nhỏ bạn thì nó mới chỉ cho cái sếp kem giảm nước gót nhanh này đây. Mừng quá em cậu về tài thử liền, tưởng không đỡ ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Gót chân em nó mềm nó mịn mà còn hồng hào hẳn ra nữa, mấy vết nước thì nhỏ và mờ đi trông thấy, và nhất là em không còn thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin bí quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi tuyết kem giảm nước gót này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gót chân bị nước nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để xài thử lên này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lọ cao ngựa chị nứt gót chân, chị khô da, đấy, nứt nẻ chân tay nhá. 20k một cái lọ cao ngựa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, cho bác nào hay đau nhức xương khớp này. Đấy, rồi là các bác đau người, các bác mua về bôi nhá. Chiết xuất thì thành phần ví dụ như là bọ cạp này, rắn này, rồi là rết này. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Một típ này là 20g, nó là dạng thuốc bôi, dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, đi về đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, về các bác mua cái típ này về các bác bôi. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, mà giá nó cũng rất là bình dân, hạt rẻ luôn. Chỉ có là đi 30k một típ thôi. Lên mã Zoom sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp nhá. Đấy, thuốc bôi bọ cạp. Thuốc bôi bọ cạp nhá, chị đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, 30k nhá. 30k một típ thuốc bôi bọ cạp này, 30k một típ. Một típ này là 20g. Đấy, là dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, rất hiệu quả và bán rất là nhiều. 30k một típ nhá, thuốc bôi bọ cạp. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái thuốc ngứa này, cũng nhiều bác hỏi cái thuốc ngứa ông già lắm này. Cực kỳ nhạy luôn và bán cũng rất là nhiều. Đấy, nói chung là những cái dòng thuốc bên em thì các bác yên tâm về chất lượng đi. Đấy, bên em tuyển những cái thuốc mà nó phải có tác dụng. Đấy, dùng các bác thấy ok. Đấy, nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều, có những bác mua một phát là 20 típ luôn, về phát cho cả nhà. Đấy, vì nhiều bác rất hay bị ngứa. Đấy, nhiều bác bị ngứa này, rồi là nấm này, hắc lào, lăng ben, các bác bôi cho em cái loại này cực kỳ ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái típ thuốc ngứa nhá. Một típ này thì cũng giá bình dân thôi, chỉ có 20.000 một típ thôi nhá, 20k. Đấy, thuốc ngứa hình ông già này, 20k nhá. Một típ này của nó sẽ là 15g. Đấy, 15g. Giá thì hạt rẻ là 20k. Nhiều bác chắc là nhiều bác biết cái thuốc ngứa xanh này rồi, mà em cũng bán, mà do các bác cảm ơn các bác là các bác cũng giới thiệu giúp em nên là em bán rất là được nhiều luôn. Đấy, các bác giới thiệu bảo là thuốc này bôi rất ok, bôi vào cảm giác nó mát, nó dịu mà nó hết cơn ngứa luôn. Đấy, một típ này là 15g nhá. Đấy, một típ là 15g, nó là dạng thuốc bôi thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc bôi ông già, thuốc bôi ngứa ông già. 20k một típ nhá, 20k một típ thuốc bôi ngứa ông già nha. 20k thôi, giá rất bình dân, hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất nhạy luôn. Đấy, bán rất nhiều rồi. Đó, lên mã em sẽ là thuốc ngứa ông già nha. 20k một típ nha. Tiếp theo thì là thuốc trĩ này. Đấy, cũng nhiều bác hỏi em thuốc trĩ này thì đây, có thuốc trĩ luôn. Thuốc trĩ thì cũng là 20k luôn nhá. Thuốc trĩ cũng bán rất là nhiều. Đấy, thuốc trĩ cũng là dạng thuốc bôi ngoài da nhá. Đấy, thuốc mua cũng là thương hiệu ông già luôn. Cũng 20.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc trĩ. Đấy, thuốc trĩ nhá. 20k nhá. 20k một cái típ thuốc trĩ nhá. Đấy, 20k một típ thuốc trĩ. Nhiều bác hỏi là thuốc bên em thì còn hạn sử dụng không thì các bác yên tâm nhá. Đết vẫn còn rất là dài. Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm này này, đết của nó là đến là đi 2025 này này. Đấy, 2025 nhá, nên là có yên tâm nhá. Toàn những cái dòng thuốc đết dài thôi nên là có yên tâm về chất lượng. Và bên em tuyển chọn rất là kỹ, lựa chọn rất là kỹ. Đây là típ thuốc trĩ nhá. Một típ này là 20g. Đó, cái này thì chuyên cho bác bôi trĩ ngoài da. Đó, chuyên cho bác bôi trĩ ở ngoài nhá. Bôi cũng rất là nhạy luôn. Bán rất là nhiều. 20k một típ thôi. Lên mã giúp em sẽ là thuốc trĩ nhá. 20k một típ, cũng thương hiệu hình ông già. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thuốc xịt xoang. Đấy, nhiều bác hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, rồi là dị ứng thời tiết các thứ này, các thứ. Hoặc là mũi miếc các thứ là nó không thông thì các bác mua cho em cái lọ về các bác xịt. Đấy, cái này là thuốc xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì date của nó đến 2025 luôn này. Cái này thì giá của nó sẽ là đi 40k một lọ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang nhá. Thuốc xịt xoang mũi nhá, chuyên cho các bác xịt xoang mũi. 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên này. Đấy, 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Đấy, cái này thì xịt rất là ok luôn, xịt phát là thông mũi mát họng luôn. Cái này đi thoảng em cũng xài mà. Đó, dùng thích lắm. Nó là dạng xịt nhá, thì về các bác chỉ việc là cho vào lỗ mũi các bác bóp cho em. Đấy, bóp là sẽ xịt ra có thế thôi. Đấy, dạng bóp này, cứ thế cho lỗ mũi các bác bóp cho em là nó sẽ xịt ra có thế thôi. Dùng rất dễ xài, dễ sử dụng luôn. À, một cái lọ này là 40k một lọ nhá, 40k một lọ. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang mũi nhá.
thuốc xịt xoang mũi nhá. Một chai này là 20 ml, đấy dung tích là 20 ml, chuyên cho bác xịt xoang mũi là 40k một lọ nhỉ. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái thuốc này là cái dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Cái này thì bán cực kỳ nhiều luôn mà giá rất bình dân, chỉ có 40.000 một hộp thôi, 40k một hộp, về chuyên các bác nào hay chơi thể dục thể thao để đau xương khớp, đau đầu gối, đau cổ vai gáy, đau lưng, để về các bác bôi, các bác thoa, các bác massage kết hợp với cái thuốc bôi của cái thuốc xoa bóp Hàn Quốc này, các bác bôi đấy, bôi rất là ok luôn. 40k một hũ nhá, mùi thơm đó, mùi thơm dã man luôn. Đấy, đây một hũ của nó này, một hũ này sẽ là 100 ml, nó có cả cái con lăn như này, đấy, có cả cái con lăn để khi mà các bác bôi xong, các bác dùng cái con lăn này các bác massage cho cái thuốc nó thẩm thấu vào. Cái này thuốc này dạng kem nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái thuốc dầu, cái dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Một hũ này là đi 40k một hũ nhá, 40k một hũ. Lên mã giúp em sẽ là dầu xoa bóp Hàn Quốc. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. 40k nhá, 40k một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc nha. Một hộp này là 100 ml nhá. Băng keo điện thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái băng keo điện này, hàng bãi Nhật. Đó, cực kỳ xịn luôn. Em báo giá luôn, bên em đang bán một cuộn lẻ thì sẽ là một cuộn là 10k. Đấy, còn nếu các bác mua nhiều, mua cả cân, thì mua cả cân thì giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả cân thì 1kg, thì 1kg thì sẽ là 80k 1kg. Đấy, các bác lấy nửa ký là 40.000. Đó, tùy nhu cầu thôi nhá. Có thể lấy nửa ký hoặc có thể lấy cả ký. Hoặc là các bác mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua một cuộn được. Một cuộn là 10.000. Đấy, 1kg là 80.000, còn các bác có thể lấy nửa ký thì là 40.000 nhá. Đấy, dòng băng keo điện hàng bãi nhá. Nếu mà các bác mua thì bên em sẽ bốc xô cho bác lẫn lộn nhá. Hàng này thì em nói luôn là hàng nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn dày, cuộn mỏng, cuộn lớn, cuộn bé lẫn lộn. Nhưng mà được cái là cái dòng băng keo rất là đặc trưng là siêu dính. Đấy, siêu dai. Đấy, và siêu mỏng nhá, dùng rất là thích luôn. Các bác nhìn này, cái phần lõi nó rất là mỏng này. Đấy, bình thường là các bác mua những cuộn băng keo có lõi rất là dày, nhưng con này là lõi rất là mỏng nên là nó được rất là nhiều băng keo. Đấy, được rất nhiều băng keo nhá. Nói chung là tính về kinh tế cái này rất là tiết kiệm, mà tiết kiệm chi phí rất nhiều luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền cuốn dây điện này trước này, các bác cuốn cây cảnh các thứ cũng mua rất là nhiều bên em này. Đó, 1kg là 80.000 nhá, 1kg là 80.000, lấy nửa ký là 40. Các bác lấy lẻ một cuộn một thì bên em đang bán các bác là 10k một cuộn nhá. Bán lẻ một cuộn là 10k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bọc thức ăn này, lên mã em sẽ là cái bọc thức ăn nhá. Em báo giá luôn, bên em đang bán một cái bọc 100 cái này, giá chỉ có 10.000 thôi. Bọc thức ăn này, đấy, bọc thức ăn nhá. Một túi này là 100 cái, giá sẽ là 10k một túi nhá. 10.000 một túi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đây. Thì bên trong nó sẽ gồm có 100 cái bọc nhỏ này, về các bác chuyên để các bác bọc thức ăn, bảo quản thức ăn rất tiện. Đây, nó là những cái bọc này, và ở đây nó có sợi chun co giãn này. Đấy, bình thường ví dụ như em đang có một cái bát thức ăn ở đây, đấy, em muốn bọc lại để bảo quản, ví dụ các bác để vào đấy, để vào để lên mâm bàn nó không bị ruồi bâu thứ này, rồi là không bị vi trùng vi khuẩn nó vào này, rồi là ví dụ như là các bác để trong tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh mình đậy vào đấy, để nó không bị mất mùi mất vị thức ăn, rồi nó không bị bay mùi ra tủ lạnh nhé. Thì các bác mua cái này về các bác chụp vào đấy, chụp vào rất ok, căng đét lên luôn này. Đấy. Cái này thì bát này bát to nhá, còn nếu mà không thì các bác muốn dùng bát còn có lại bát to nữa vẫn dùng luôn. Thì cái này nó đây này, cái này nó co giãn này, đấy, cái này nó có thể nó co giãn nhá, nên là bát to bát nhỏ là các bác vẫn có thể chụp hết luôn. Đó, một túi này là 100 cái nhỏ nhỏ nha, đấy, 100 cái chụp nha, đấy, 100 cái chụp này. Và cái này thì nếu mà các bác dùng cẩn thận có thể dùng được nhiều lần luôn. Đó, lên mã như em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, một túi bọc thức ăn này là 100 cái đây, nó cứ nhỏ nhỏ hết này. Đấy, thì các bác cứ dùng đâu các bác lấy đấy, còn không thì các bác cứ treo lên nha, treo lên này, treo. Đó, bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn bọc một túi là 100 cái với giá chỉ có 10.000 thôi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đấy, nói chung là cái sản phẩm này nên mua, các bác mua về sử dụng cho gia đình nhà mình, bọc bảo quản thức ăn các thứ là rất hợp lý luôn. 10k một túi nhá, cứ bán 10k một túi nhá. Đó, một túi này là 100 cái này. Tiếp theo em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ set thìa vàng mạ vàng 24k nhá. Đấy, 9 số 4 rất ok luôn. Đây, một set thìa mạ vàng cực kỳ đẹp, nó sẽ gồm có là 2 4 6 cây nhá, 6 cây với giá thì cũng rất là bình dân, chỉ có là đi 30.000 một set này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set thìa vàng. Đó, một set này thì em báo giá luôn, đang gửi bác một set thìa vàng đẹp nha, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã thì em sẽ là set thìa vàng 6 cây nhá, 30k một set nhá, 30k một set. Đây, nó sẽ mạ vàng rất đẹp nha. Đấy, mạ vàng rất đẹp này. Đó, thì sẽ gồm có 6 cây, về các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình ăn, và các cháu nhà mình ăn uống cái thứ ra. Đấy, mình ăn ok luôn. 2 4 6 cây này. Cái phần đầu đó thì làm kiểu dạng giả đá này, vân vân giả đá rất đẹp luôn nhá. Đó.
6 cây chè này mà giá chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mới keng beng luôn nhá, mới luôn các nhá, chứ không phải hàng cũ đâu nhá, hàng mới luôn đấy. Hàng chè mới keng luôn đấy. Hàng kiểu dạng hàng thanh lý siêu thị nhá. 30k một set nhá, 30k một set thìa vàng 6 cây nhá. Đấy, 30k một set thìa vàng 6 cây. Mã xả kho luôn cho bác, đó là cái dòng cưa dây. Đấy, hôm nay em sẽ xả luôn cái mã luôn. Đấy, bữa trước đang bán cho bác là 40.000 một cái sợi cưa dây này. Hôm nay em về cho bác mức giá mới chỉ có 20.000 một sợi thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cưa dây này. Đấy, cưa dây nhá. Đấy, này là dạ sợi cưa nhá. À, nó là sợi dây nhưng mà nó có những cái lưỡi cưa nên là khi có dụng rất là hay. 20k nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, dùng rất tiện dụng này. Về các bác sử dụng anh em thợ điện nước này, rồi là các bác sử dụng cưa những cái chỗ vị trí khó, bình thường là những cái con cưa to các bác không lách vào đâu, nhưng mà cái con này nó là dạng cưa dây nên là các bác luồn lách vào những cái vị trí khó các bác cưa nó rất là tiện nhá. Đấy, cưa gỗ này, cưa ống đường ống nước các thứ này rất tiện dụng luôn. Đây, ở đây nó có những cái mắt lưỡi này rất sắc luôn. Đó, các bác luồn vào, sau đó là các bác là móc hai tay vào cái móc này, sau đó các bác kéo đi kéo lại cho em. Đấy, kéo đi kéo lại là ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái sợi cưa dây nhá. Đấy, sợi cưa dây bên em đang gửi bác một cái sợi cưa dây này, như này là 20k một sợi thôi, chỉ 20.000. hôm nay em xả kho sập sàn cái mã luôn. Đấy, để các bác chốt nhanh. Đó, 20k mua về sử dụng rất hay. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, các bác cùng xem này. Kéo gặp những ta như này thì chỉ có bó tay thôi, nhưng em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Đấy, những cái vị trí giá khó này bình thường là các bác không thể lách kéo đấy kia vào đâu, nhưng mà con này các bác cho vào các bác. Đấy, các bác kéo này. Đấy, kéo rất ngon luôn nhá. Đấy, những cái vị trí khó góc này, những cái con ống nước thứ ở những cái góc tường bình thường là máy cắt không phải lách vào đâu, nhưng con này là nó làm được luôn. Đấy, các bác lách vào, các bác kéo cưa cắt cho em nhá. Đường ống nước các thứ là anh em thợ điện nước các bác sử dụng gia đình này, cưa gỗ cưa các thứ này. Đấy, những cái chỗ to này thì không thể bao giờ lách vào được mà cắt đâu, chỉ có dùng cái cưa này thôi, nên là dùng rất là hay nhá. 20k một cái nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, 20k lên mã với em sẽ là sợi cưa dây nhá, 20k. Rồi, cái mã tiếp theo em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái nắp cống đồng. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán với bác là 70.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua, chỉ cần có là đi 40k thôi. 40k lên mã với em sẽ là cái nắp cống đồng. Cái này thì sẽ có chức năng là chắn mùi này, rồi là chống côn trùng nó chui lên từ đường cống nhá. Đây, thì nguyên lý động của nó thì về quá cứ cho vào cái nắp cống như mình bình thường. Đấy, bình thường là nước xả thì đây nó sẽ gạt cái lẫy này thì nó sẽ chảy nước xuống bình thường, còn khi mà bình thường nó sẽ đóng kín lại nhỉ. Đấy, mùi hôi là nó sẽ không bốc được nhá. Thứ hai là côn trùng có thứ là nó không chui từ đường cống được, rất là kín luôn. Đấy, mà cái sản phẩm này 100% nó bằng đồng thau nên là về các bác dùng cũng rất là bền. Đấy, bình thường là các bác để này là nó sẽ đóng kín luôn. Đấy, đóng kín luôn. Đấy, khi mà con nước chảy thì nó sẽ mở cái van này ra. Đấy, còn không thì nó sẽ đóng lại. Đấy, đóng kín như này rất hay. Đó, nắp cống đồng chắn mùi nhá. Đấy, 100% là đồng thau nguyên khối luôn, dùng rất là bền. Giá bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, 40k một bộ này các bác nhá, 40k một cái bộ này. Cái này thì đường kính của nó từ đây sang đây là 4cm nhá, 4cm. Đi về các bác xem cái nắp cống như mình xem, vừa là bác mua về lắp vào rất hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhá các bác nhá, có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhé. Đấy, khi mà có nước là nó sẽ xả bình thường, còn không thì nếu mà không có nước là nó tự động nó sẽ đóng lại nhé, rất là hay. Lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất là thông minh luôn. 40k một triệu nhá, 40k một cái chiếc nắp cống đồng chắn mùi nha. Dạ vâng, em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ cốc bằng silicone. Đấy, phần thân này có bằng nhựa, còn cái phần đầu cọ nó xong silicone. Con này chiều dài nó rơi khoảng tầm 25cm nhá, 25cm. Đấy, các bác cọ những con cốc sâu hoặc là ví dụ như là chai lọ thì các bác cọ rất là ok luôn. Đây, cái dạng đầu của nó sẽ là đầu silicone này. Đấy, các bác cọ rất là sạch luôn mà không lo nó bị xước cốc. Bình thường là những cái cốc sâu ấy là các bác rất là khó cọ, rất là khó thò tay vào các bác cọ, thì đây các bác mua cho mấy cây này về. Đấy, một cái giải pháp sử dụng rất là hay luôn. Các bác mua về mình để cọ cốc, cọ rửa cốc chén các thứ ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ cốc đầu silicone nhá. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicone này với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k thôi. Đấy, dùng rất tiện dụng luôn, 20k một cây cọ cốc đầu silicone nhá, 20k một cây. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nắp cống nhựa chắn mùi. Đấy, cái này về bác nào nhà vệ sinh có này, hay có cái món mùi hôi thối ở cống nó bốc lên thì về bác mua xem cái cống này về. Đấy, cái cống này thì thiết kế dạng là cống một chiều nhá, nó kiểu dạng van một chiều, nó chỉ có đẩy xuống, nó còn là
khi mà đẩy lên thì nó sẽ tự động nó sẽ đóng kín lại đây này, coi nhìn này, đấy nó có phần lõi đẩy lên là tự động nó sẽ đóng kín lại các bác, đỡ mùi hôi nhá. Đấy mà vẫn có thể dùng cái cống này làm cái cống để các bác thoát nước ok luôn. Đây nó có phần lưới lọc này, đấy lưới lọc, còn đây là cái phần miệng dưới nó này. Đấy về các bác ấn xuống sau đó các bác xài thôi. Con này nó sử dụng cái dạng silicon, đây là khi mà các bác sử dụng rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bình dân vô cùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ nắp cống chắn mùi nhá. Bên em đang bán một cái bộ nắp cống chắn mùi nha, với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa nhá, nắp cống nhựa chắn mùi. Đó, đang bán bác là 20k một cái thôi, chỉ có 20.000, giá rất hạt rẻ dễ mua. 20k một cái. Về các bác có lắp đặt vào cái cống nhà mình cho đỡ mùi lên nhá. 20k, đấy, thiết kế rất là thông minh bây giờ. Và giá rất hạt rẻ bình dân. Mà cái dòng nhựa là các bác dùng thì siêu bền rồi. Nếu mà các bác dùng làm nắp cống thì siêu bền luôn, không biết đến bao giờ hỏng nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại nắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đấy. Chi phí bỏ ra rất là nhỏ, chỉ có 20.000 bộ thôi. Về các bác sử dụng xài rất là hay. Đấy, đỡ mùi nó bốc lên, các thứ đỡ côn trùng nó chui lên nhá. Đấy, vừa an toàn sức khỏe mà rất là tiện luôn. 20k bộ nhá. Lên mã em sẽ là cái nắp cống nhựa chắn mùi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái hộp tinh dầu Dubai, một hộp là 5 lọ nhá. Đấy, hàng của Made in Dubai này. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ tinh dầu trong này. Đấy, rất là thơm luôn, và cái mùi thơm toàn bộ là 5 mùi nó đều khác nhau nhá. Đấy, lưu hương cực kỳ lâu. Hàng chuyên tinh dầu của Made in Dubai. Đấy, Made in Dubai này. Đằng sau này sẽ có mã code, mã vạch đầy đủ luôn. Đấy, mã code, mã vạch đầy đủ hết luôn nhá. Made in UAE này, rất xịn sò luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ nhá, 2 4 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đấy, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, đi chơi đi tiệc, đi nọ đi kia giờ. Đấy, có tất cả các mùi khác nhau nhá. Dành cho chị em phụ nữ hoặc đàn ông đều được hết nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này, với giá thì cũng rất là bình dân. Đấy, tinh dầu Dubai. Tinh dầu Dubai. Với giá một hộp này là 5 lọ sẽ là đi 70.000 các bác nhá. Lên mã em sẽ là một hộp tinh dầu Dubai, là bán cả hộp luôn nhá, không bán lẻ nhá. Là một hộp này là 70k. Đấy, cho 5 lọ nhá. Hàng của Made in Dubai, Made in UAE đấy, rất xịn sò luôn. Đây một hộp rất đẹp, 5 lọ này, mùi rất là thơm nhá, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Cái dòng tinh dầu này thì các bác biết rồi. Đấy, nó chiết xuất 100% là từ tinh dầu luôn, nên cái tinh dầu rất là đặc. Đấy, không bình thường là các bác hay mua những cái dạng nước hoa thì nó pha ra có nước rồi. Đây là dạng tinh dầu, nghĩa là dạng nguyên chất luôn, nên là xài rất là ok. 40k nhá, 40k, 70k nhá, xin lỗi bác, là 70k một hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này. Đấy, 70k hộp, giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên, hàng cũng của thương hiệu Willing này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 6 viên, đi kèm là một cái góc đá này nữa. Đấy, về các bác sử dụng này, cái dòng đá vĩnh cửu này thì về dùng rất là an toàn và ok. Đấy, không như cái dòng đá thường mà nó vẫn có cơ chế là làm lạnh như cái dòng đá thường luôn. Ở đây một cục của nó sẽ đúc liền này, đấy có logo Wiling ở bên trong này. Đấy, đi về các bác chỉ việc là bỏ trực tiếp cái viên này vào trong tủ lạnh và lúc nào dùng được các bác lấy ra. Đấy, phù hợp cho các bác nào uống bia uống rượu vẫn muốn mát nhưng mà lại không bị loãng nhá. Đấy, uống đặc đôi khi bác quen rồi. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, uống vào mà lại gì kiểu là mình ướp vào mà nó làm lạnh đá đúng như đá kia luôn. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tái sử dụng nhá, các bác rửa sạch đi các bác lại cho vào, lần sau lại các bác lại dùng được ok luôn. Rất tiện và rất hay. Đó, lên mã em sẽ cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nhá. Đấy, đi em báo giá luôn. Giá thì một cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nha. Đấy, với giá sẽ là 60k một hộp nhá. Lên mã em sẽ là đá vĩnh cửu. Đấy, đá vĩnh cửu nhá. Dùng được nhiều lần và làm lạnh khá là nhanh. Đấy, làm lạnh như đá kia luôn. Về các bác chỉ việc bỏ vào tủ đông cho mình. Sau đó là 1-2 tiếng là nó sẽ lạnh, là các bác lôi ra các bác xài thôi. Là khi nào mà xài xong thì các bác lại rửa sạch đi, mình lại lần sau mình có thể sử dụng được nhiều lần nhá. Một hộp đá vĩnh cửu 6 viên. Đấy, với giá thì sẽ là đi 60k một hộp nha. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nạo 3 món này. Lên mã em sẽ cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ này sẽ gồm có là 3 món cho bác luôn. Về các bác xài thoải mái luôn. Gia đình rất đi. Đây. Một bộ sẽ gồm có một cái cây nạo này, một cái cây nạo này sẽ có là nạo thường và nạo sợi nhá, một cái cây dao để các bác có thể là tỉa hoa, gọt hoa quả các thứ này. Rồi là đặc biệt là các bác hay có những cái món lòng gà, lòng vịt ấy, các bác rạch ra rất là khó để các bác mua này về, nó rất là nhỏ này. Đấy, các bác luồn lách rất là ok. Và ngoài ra đây nó có một cái cây zip này, đấy các bác kẹp đằng sau, các bác dùng các bác kẹp zip nhá. Đấy, kẹp zip các thứ ok.
một cái cây nạo thường, nạo kiểu dạng nạo thường, nạo tay ngang này, đấy, cây này cây nạo tay đứng này, thì sẽ có là chế độ nạo thường và chế độ nạo sợi này. Đấy, full combo một cái bộ sản phẩm mà 3 món nha. Lên mã em sẽ cái bộ nạo 3 món nhá. Đấy, bộ nạo 3 món, bộ này thì bên em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ dễ mua, 30k một bộ nhá. Lên mã em sẽ cái bộ nạo 3 món này. Nạo 3 món. 30k. Đấy, 30k một bộ nạo 3 món. Đấy, bao gồm là một nạo này, một dưa và một kéo nhá. Đấy. 30k một bộ nạo 3 món nhá. Cái sản phẩm này thì nhiều bác hỏi nó bằng chất liệu gì thì em bảo luôn là chất liệu bằng inox 34 nhá. Thì các bác về xài nó rất là bền, không lo gì sét mà sắc cũng rất là lâu luôn. Đó, chất liệu toàn bộ bằng inox 34 luôn. Để dùng rất ok. Đó, về nạo sắc bén lắm, nạo ngọt lắm, nạo hoa quả thứ là nạo rất ok luôn. 60k một bộ nhá, bộ nạo 3 món. Hàng đó là cái này là cái lọ keo dán giày này. Đấy, lọ keo dán giày nhá. Về các bác chuyên dùng để dán giày, dán dép dùng rất hợp lý luôn. Đây. Đấy, về các bác chỉ việc là mở nắp này, đấy, sau đó là những cái chỗ nào vết nứt giày dép là các bác nhỏ trực tiếp nó vào nhá. Đấy, nó là dạng keo này, đấy, các bác nhỏ trực tiếp nó vào, sau đó là các bác xài thôi, rất hợp lý luôn. Một cái lọ keo dán giày này bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k một lọ. Còn các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính với bác giá sẽ là đi 50k, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. 20k một lọ, còn các bác lấy 3 lọ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là keo dán giày nhá. 20k một lọ, lấy 3 lọ là 50.000. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, dán giày dép rất là ok nhá. Dán cả giày, dán cả dép luôn. Đấy, mũi giày dép rách dép nhá. Về các bác chỉ việc giỏ vào sau đó các bác dính vào nhá, rất ok. Đấy, dính giày dính dép ngon lành luôn. Nó rất tiện dụng, đỡ phải phí phạn bỏ đi. Và các bác đôi khi là giày nó hơi hỏng một chút, hơi rách một chút, các bác bỏ rất là phí. Đấy, mua về mình vẫn tận dụng, đi được không nhá. Đấy, về dính vào cái là đi luôn, ok luôn. 20k một típ nhá, 20k một típ keo dán giày này. Các bác lấy 3 típ thì giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho 3 típ keo dán giày. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bài vàng bạc này. Đấy, bộ bài vàng bạc thì tại vì em đang có hai mã là mã bộ màu bạc và một mã là bộ màu vàng. Đấy thì các bác lấy bộ nào được báo cho em nhá. Hai bộ này giống nhau gì hết luôn. Đấy, chất liệu của nó toàn bộ mica này, các bác xài rất là bền. Đây. Nó dạng nhựa mica nhá nên là xài rất là bền luôn. Đó. Đây này. Đấy thấy không? Nhựa mica các bác xài bộ này thì chắc là không biết đến bao giờ phải hỏng luôn. Đấy, toàn bộ nhựa mica. Đấy, cái này mạ vàng sáng bóng luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quân số nhìn to rõ ràng. Ok nhá. Bộ này bộ bài về các bác chơi và các bác xem phong thủy. Đấy, cái này em bán cho nhiều bác hay xem phong thủy, các bác cũng hay mua bộ này. Đó. À, giá thì hôm nay em cũng xả kho bộ luôn, bữa trước đang bán bác giá là đi 60.000, về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k một bộ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng. Đấy, bộ bài vàng đang gửi bác mã giá một cái bộ bài vàng bạc này, giá sẽ là đi 40k một bộ nhá. Bữa trước đang bán là 60.000 đấy, mà em xả kho còn ít nữa, bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bài vàng bạc 60k, giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có 40.000 bộ thôi. 40k bộ nhá, giá rất dễ mua. 40k bộ này, đấy sẽ có hai màu là màu vàng màu bạc, lấy màu nào có báo cho em nhá. Đấy, màu vàng màu bạc bằng giá luôn là 40.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đèn tủ. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tủ nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái đèn tủ này với giá sẽ là 40k một cái nhá. Đấy, đèn tủ về các bác lắp vào trong tủ quần áo và các bác cứ lắp ở cầu thang, đừng đi lối lại vào gầm giường, rất là hay. Đấy, cái đèn này thì khi mà có cảm biến qua là tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Đấy thì trong bộ sản phẩm là bao gồm là một đèn này, một đèn rồi là có cái cả cái miếng dán để các bác dán lên tường, lên những cái chỗ nào vị trí nào các bác lắp đặt thì các bác dùng miếng dán các bác dán đỡ phải khoan ốc vít các thứ ra. Hoặc thì không, nếu mà có đinh sẵn rồi thì mình có thể là đeo vào cái lỗ đinh ở đây, nó có cái lỗ đinh này. Đấy, và một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái hay của sản phẩm này thì nó đã có pin sẵn ở trong như này rồi. Thì các bác về chỉ việc dùng thôi. Đấy thì ở đây nó có cái con mắt cảm biến này, khi mà có chuyển động vật thể qua thì tự động đèn nó sẽ sáng lên nhá. Cái ánh sáng nó vừa đủ thôi các bạn. Đấy, ánh sáng nó vừa đủ để các bác tiện việc mình có đi lại ở cầu thang, hoặc là ví dụ mình để trong gầm giường thứ đó, đôi khi ví dụ mình có đang ngủ đêm mình dậy mình đi có việc các thứ này, tự động nó sẽ sáng lên rất tiện dụng luôn. Hoặc các bác để trong tủ quần áo. Đấy, mình mở tủ quần áo là cái là tự động nó sẽ sáng lên nhá. Thì lúc nào mà hết pin thì các bác lại có thể tháo ra các bác sạc. Đấy, thì ở đây nó có dây cáp sạc này. Và đây là cái dây cáp sạc đấy. Cái nguồn sử dụng của nó sẽ là cái nguồn điện là 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại, các bác cắm vô là các bác có thể sạc cho cái đèn này rồi. Đấy, khi nào mà sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, nói chung là con này sạc một lần thì dùng rất là lâu. Giá thì bình dân chỉ có 40.000 thôi. Về các bác sử dụng lắp vào tủ quần áo, lắp vào đường đi lối lại, cầu thang các thứ này. Đấy.
rất tiện dụng, đỡ tốn tiền điện, mà thứ hai là nó rất là tiện, nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá. 40k một cái nhá. Lên mã giúp em xem cái đèn tủ nhá, đèn tủ đang ở bác giá là 40k đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ các bác lắp đặt lên này, đấy, bọc cái miếng dính nha, các bác dính lên. Đấy, khi nào mà có người đến cái tự động là nó sẽ sáng lên nhá, còn không thì sẽ tắt đi. Đấy, không cần vì dây dợ này lằng nhằng. Đấy, mỗi lần hết pin thì các bác lôi ra các bác sạc vào là các bác xài thôi đây. Đấy. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn, theo mình được hộp nhé. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng, mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc, lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng, nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Cái đèn đã được sử dụng. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó có thể là cảm biến. Nó có thể cảm biến các thứ nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đó, dính vào cái là ok. Nó có thể sáng cảm biến lúc nào cần đến lúc sáng, lúc không thì nó sẽ tự động tắt đi nhá. 40k một cái nhá, 40k một cái, rất tiện dụng, dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã em xem cái đèn tủ 40k một cái nha. 40k. Đây, quên chưa ghi giá này bác này, 40k nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ gắp mắt dứa mắt thơm này, rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình nhà mình hợp lý này. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 15k một cái nhá. Chất liệu này bằng inox nó rất là sắc bén mà rất hay về các bác dùng để các bác gắp những cái mắt dứa trong quả dứa ra. Đấy, các bác chỉ việc châm vào các bác gắp ra, châm vào các bác gắp ra rất tiện dụng luôn. Đó. 15k một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ có cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm. Đấy, trong Nam hay gọi là khóm hoặc là quả thơm. Ở ngoài Bắc thì hay gọi là quả dứa. Đó. 15k một cái nhá. 15k một cái dụng cụ gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm nha. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây là chị gắp quen tay này, gắp rất ngọt ngào luôn. Đấy. Cái này về các bác gắp một thời gian là các bác dùng nó quen tay mà. Đấy, có thấy không? Gắp lên quả dứa nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hay, đỡ tốn thịt dứa nhá. Đấy, bình thường các bác này gọt gọt mất công, con này gắp rất ngon luôn. Đó. Nhìn rất là hay nhá, bắt mắt. Đó, và dễ dàng sử dụng luôn. 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Đang bán bác là 15k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái bộ dĩa Đức này. Đấy, bộ dĩa Đức 10 cây của thương hiệu Willing nhá, thương hiệu Willing, hình hai người này. Đấy, hình hai người. Lên mã em sẽ cái bộ dĩa Đức. Cái bộ này thì về các bác chuyên dùng để các bác ăn hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Một bộ dĩa Đức này là sẽ bao gồm là 10 cây. Đấy, chất liệu bằng inox này. Đấy, 10 cây nhá, đây. Logo Willing trên từng cây một này. Đấy, về các bác hay có những cái món ăn hoa quả thứ rồi. Đôi khi ví dụ ở nhà mình ăn cầm tay thứ không sao, như ví dụ như các bác nhà có khách khứa, đôi khi các bác sử dụng này, rồi ví dụ như các bác chuyển sang cái món này đi, nó quen đi, đỡ phải cầm tay, đôi khi nó đỡ mất vệ sinh nhá. Đấy, thì các bác chuyển sang cầm này rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, dùng để ăn hoa quả rất là ok. Đấy. Một hộp là 10 cái nhá, một hộp là 10 cái dĩa này, một hộp dĩa Đức của Nguyên Linh nhà, số lượng là 10 cái nhá. Đấy, 10 cái. Đây 10 cái này. Đấy, báo giá bác luôn. Đó, thì bên em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ dễ mua. Lên mã như em sẽ là cái bộ dĩa Đức ăn hoa quả 10 cây. Bộ dĩa Đức này. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá, một bộ này là 10 cây, giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một bộ dĩa Đức 10 cây. Đấy, nhà đôi khi hay có khách khứa, các bác lên để các bác cho vào những cái đĩa hoa quả. Đấy, ăn cho nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, đôi khi khách khứa là rất là ngại cầm bốc tay. Đấy thì có cái dĩa ăn hoa quả này thì dùng rất là tiện luôn. 40k một hộp nhá, 40k một hộp, để bán cả hộp này luôn, là một hộp này là 10 cái này. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã pin 18650 này về các bác sử dụng này. Đấy, thiết bị máy móc các thứ bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Đấy, dòng pin 18650 nhá. Dòng này thì hàng của hãng luôn nhá, UT Flash này. Đấy, dung lượng pin sẽ là 6800 mAh. Đấy, cái công suất pin sẽ là 3.7V một viên nha. Đó, đầu âm đầu dương ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này rất là nhiều. Cái pin này thì nó là dòng pin khô. Đấy, pin sạc tích điện nha. Khi mà hết pin thì các bác lại có thể là cắm vào các bác sạc. Đấy, sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng. Đấy, dùng đầy thì mình lại dùng hết rồi thì mình lại mang vào mình sạc. Đấy, nó có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Và cái dòng này thì cái pin nó rất là trâu và cái thời gian tích điện nó rất là lâu. Nói chung là sử dụng rất là hay luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái pin 18650. Bên em đang bán lẻ một viên như này là 20k một viên nhá. 20k một viên pin 18650 nha, 20k một viên thôi.
giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đó, pin 18650 nhá. 20k một viên nha. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái cây cà lê 8 đầu này, lên mã cho cái cây cà lê 8 đầu nhá. Cây này thì giá rất bình dân, sẽ là 90.000 một cây nhá, 90k. Một cây cà lê 8 đầu này, 90k một cây. Dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái cây cà lê này nó sẽ gồm có là 8 đầu, có nhá, 8 đầu khác nhau. Đó, 8 đầu cà lê khác nhau. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 nhá. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 8 và đầu lớn nhất của nó sẽ là vào đầu 19 nhá, 19. Đấy, bên này là 19 này, 17 này, 16 này, 14 này. Đấy và bên này thì sẽ có là 8 này, 10 này, 11 này và 13 này. Đấy, những cái đầu phổ thông nhất, những cái đầu phổ thông nhất hiện nay. Đấy thì cái con này các bác có thể là xoáy đa năng các loại ốc luôn, từ 8 cho đến 19 các nhá. Từ 8 đến 19 thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, các bác xoáy các loại ốc đa năng. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Một cái cây cà lê 8 đầu đa năng. Đấy, mỗi bên là 4 đầu nhá. 90k một cây thôi, giá rất hạt rẻ luôn. À, toàn bộ thì nó là dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Lên mã cho em sẽ cái cây cà lê 8 đầu đang gửi bác là 90k một cây nhá, 90k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bán rất là nhiều rồi. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy. 8 trong nói chung là 8 trong 1 luôn, 8 trong 1 đầu như chiếc cờ lê này. Lên mã em sẽ cái cây cà lê 8 đầu, 90k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây đèn móc khóa rất nhỏ gọn nha. Giá định rất nhỏ luôn, giá chỉ có 40k một cây thôi. Cực kỳ sáng luôn, siêu sáng nhá. Đấy và cái này nó có thể sạc tích điện được này. Mới nguyên hộp này đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy và đây là cái con đèn chính này, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng hai ngón tay em này, rất nhỏ gọn luôn. Các bác rất tiện dụng mang đi chỗ nọ chỗ kia. Đấy, cái con này rất là hay, nó có cả cái nam châm hít này. Đấy, có cả nam châm hít luôn nhá. Đấy, các bác để những cái chỗ mà sát chiếc các thứ là ok. Đây. Em hít cho bác con. Đấy, nó có nam châm này. Nó hít rất ok. Đấy, cái này nó không phẳng nên hít nó không chặt mấy. Đó đây. Đấy, các bác có thể là hít nam châm này rồi là móc đeo chìa khóa này, khui bật bia này. Đấy, đây là cái phần móc đeo chìa khóa này. Đó, đằng bên hông này thì sẽ có là cái nút bấm bật đèn này, một cái bên hông bên này thì là cái phần để các bác cắm sạc nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp này các bác cắm vô đây. Và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc nhà mình hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy, nguồn 5V ấy. Là các bác có thể sạc cho cái đèn này ok rồi. Đó, đèn này siêu sáng luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. Có cả nháy cảnh báo SOS này. Đèn siêu sáng luôn, nhìn các bác nhìn chói mắt luôn nhá. Bình thường các bác nhìn ở ngoài chói mắt luôn đấy. Đây em đang quay trong video đó, các bác nhìn ngoài chói mắt luôn, nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó rất nhiều những cái mắt LED này. Đấy, mắt LED này là rất là sáng luôn, sáng siêu sáng luôn nhá, sáng cực kỳ luôn, sáng lắm. Một nhỏ gọn này rất là sáng. Đấy, về các bác mang đi chơi đi du lịch này. Rồi anh em thợ thuyền sửa chữa này rất nhỏ gọn, là mình bỏ túi, đôi khi mình cần những con ánh sáng để mình sửa chữa đồ đạc cũng rất hay luôn. Ngoài trời tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn móc khóa nhá. Đèn móc khóa nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà siêu sáng luôn. Đèn móc khóa này. Đèn móc khóa bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k một chiếc đèn móc khóa nhá. 40k một cây. Đấy, 40k một chiếc, rất nhỏ gọn và rất là sáng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cò ga trắng này. Đấy, có phần đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó. Hàng này thì bên em sẽ hàng lõi đồng nên về các bác xài rất là bền. Đấy, về các bác dùng để lắp vào bình ga mini các bác xài, mình cò đồ các thứ là đánh lửa, mồi ga, mồi củi rất tiện dụng luôn. Mà giá nó rất bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cò ga trắng nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây cò ga trắng này, chỉ có 40k một cây thôi. 40.000 một cái cây cò ga trắng này. Có đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về các bác lắp bình ga mini thì mình là chỉ việc xài thôi. Đấy, không cần phải mồi miếc gì. Lõi đồng nên là dùng rất là bền luôn. 40k một cây nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 40k một cây khò ga trắng nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ được cây khò ga trắng. Đấy, đánh lửa bật cứ kêu lên tách tách luôn. Khò ga thì êm ru luôn, ngon lành. Đấy, chắc chắn. Về các bác sử dụng xài ok. 40k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vòng điều hòa huyết áp này. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái vòng huyết áp nha. Lên mã em sẽ là vòng huyết áp này. Giá của nó sẽ là 40k một cái nha. 40k một cái vòng huyết áp nha. Về các bác dùng để đeo tay,
làm vòng đeo thời trang, rồi là điều hòa huyết áp của anh nhá, dùng rất tiện dụng luôn. Đấy, đây một chiếc vòng rất đẹp về các bác đeo vừa làm vòng thời trang. Như bác hỏi là tay to có đeo vừa không nên yên tâm nhá, đây nó có thể co giãn ra này. Đấy, các bác kéo giãn ra sau đó các bác cho vào. Đấy, đeo lên nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Và đằng sau ấy thì nó có những cái viên đá này, đấy cái viên đá này để các bác điều hòa huyết áp nhé, các bác đeo là rất tiện dụng luôn. Đó, điều hòa huyết áp tránh tình trạng là huyết áp cao, huyết áp thấp cái thứ ra rất ok. 40k một chiếc nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng điều hòa huyết áp nhá, 40k một cái, vừa làm vòng đeo thời trang, vừa làm vòng điều trị chữa bệnh các thứ rồi, rất là hợp lý luôn. Đấy, điều hòa ổn định huyết áp 40k một cái nhá, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, vòng huyết áp nhá, cái lên mã cho em sẽ là vòng huyết áp 40k một cái. Bộ bài vàng này, đấy, bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng rất là ok. Đấy, bộ này bên em bán khá là nhiều này, giá cũng rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Cái này thì rất là hay, nói chung là gia đình nào nên cũng nên có một cái bình nha. Về rất là tiện luôn các bác, về châm dầu châm nhớt thôi. Hoặc anh em thợ thuyền ấy, các bác làm xưởng máy may thứ các bác cho dầu cho nhớt, các bác thi thoảng mình phun vào những cái chi tiết máy thứ bôi trơn các thứ. Cái con này rất hay là cái phần ống các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, những cái chỗ vị trí góc khuất các bác vẫn có thể là các bác xịt được. Đấy, rồi là tay bóp rất nhẹ nhàng ok luôn. Thân bình thì toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, các bác xoáy ra châm dầu châm nhớt đây, sau đó các bác lại cho vào đây, nó có cả cái phần lọc dầu cặn các thứ này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Báo giá bác luôn nhé, bên em đang gửi bác một cái bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là 40k, lên mã cho em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này, xịt dầu nhớt đang gửi bác là 40k một cái nhá, 40k một cái bình xịt dầu nhớt này, có thể bẻ cong uốn cong phần đầu vòi rất ok, 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái phích cắm chân dẹt này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái chiếc phích cắm chân dẹt này với giá là đi 10k một cái nhá, 10k thôi, chỉ có 10.000 một cái phích cắm chân dẹt. Phích này đang xả kho giảm giá nhá. Chân của nó toàn bộ chân đồng. Đấy, bác nào mà hay dùng những cái ổ điện Nhật các thứ ra, các bác mua con phích dẹt này về cắm nó đúng bài luôn. Vì toàn bộ là phích ổ điện Nhật, người ta hầu như toàn chơi là chân dẹt nên rất là khó. Đấy, các bác mua cái phích này về các bác cắm này. Đấy, cắm ổ điện Nhật là hợp lý luôn. 10k một cái nhá. Về các bác chỉ việc mở nắp đấu dây là các bác xài thôi. Đấy, dòng này thì chống va đập, chống cháy nhá, chống vỡ rất là hợp lý luôn. 10k một cái phích cắm chân dẹt nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt 10k. Chân của nó sẽ là chân đồng nhá. 10k một cái. Tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô bóng đèn 3W nhá, lên mã em sẽ cái lô bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đấy, rất là xịn sò ok luôn. Đây, bóng đèn 3W nhá. LED 3W này. Bên em thì hiện tại đang có hai màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Màu trắng và màu vàng. Đấy. Dòng này thì nó sử dụng điện 220. Công suất của nó thì nó chỉ có 3W, rất là nhỏ gọn. Các bác có thể lắp ở cầu thang này, nhà vệ sinh này, đường đi lối lại này. Ví dụ những cái nơi nào mà các bác không cần quá nó sáng, đấy gọi là ánh sáng vừa vừa thôi, nó đủ dùng thôi. Mà thứ hai là dùng cái này là nó an toàn, mà thứ hai là nó tiết kiệm điện nhá. Đấy, căn bản nó tiết kiệm điện, mình có thể là thắp qua đêm cũng thoải mái luôn vì nó có 3W thôi. Đấy, các bác thắp nó rất là tiết kiệm điện luôn, mà 3W thôi nhưng mà khá là sáng nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà khá là sáng đấy, các bác thắp ở cầu thang, đường đi lối lại các thứ rất ok luôn. Đấy, báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái bóng đèn 3W nhá. Bóng 3W này, bóng 3W bên em đang gửi bác là 10.000 một quả này, 10k một quả nhá. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu trắng và màu vàng. Các bác lấy màu nào báo cho em nhá. Đấy, màu trắng màu vàng bằng giá nhau luôn là 3 là 10.000 một quả nhá. Lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W 10.000 một quả nhá. Đấy, đây. Công suất 3W này, sử dụng điện 220. Đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá.